Dạ, thì cái đầu tiên thì quan trọng nhất thì giống như Photoshop với Illustrator thì mục quan trọng đầu tiên mình sẽ tạo ra cột giấy bằng cách là chọn phần Controller. Đối với trường hợp phần mềm InDesign thì bạn lưu ý nó cũng có hai chế độ cho bạn. Một là chỉ hiển thị trên màn hình làm ra những bản động để xuất ra profile, chẳng hạn như cái phần menu trước mình đã cho bạn xem và tham khảo rồi. Và dạng thứ hai để xuất ra ở dạng in ấn. Yeah, ok, chọn phần Grid New thì tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mình như nào thì chọn cái thông số sao cho nó phù hợp. Ví dụ trong trường đây mình sẽ chọn, thì trong quá trình chọn cái thông số kích thước mọi người cũng cần lưu ý mình nên chọn những cái gì nó có sẵn trên thị trường. Chẳng hạn như tạo ra sản phẩm in ấn thì có thể là A4, A3, A5 vân vân, những cái đối tượng có sẵn khổ giấy trên thị trường thì mình đỡ bị mất công trong quá trình mình cắt xén thì nó sẽ mất thêm một số phần chi phí nữa. Ok, cái đầu tiên có thể tạo ra sản phẩm bằng cách là chọn một khổ giấy A4, kích thước của nó là 21 x 29.7 cm. Cái này có thể tạo cho nó, thì trong quá trình bạn tạo ra cái sản phẩm in ấn lưu ý là nếu mà đối tượng của mình in hai mặt thì số trang của mình phải chia hết cho 4 nha, lưu ý số trang phải chia hết cho 4. Và còn ngược lại có thể tạo ra những sản phẩm truyền thông thì bạn lưu ý mình có thể là để cho nó trang đơn thôi, thì trong quá trình tạo trang mình sẽ có phần page space là trang đôi để bạn tích vào đây. Còn ngược lại nếu mà bạn bỏ ra thì tất cả những trang khi bạn tạo ra nó nằm riêng lẻ với nhau. Cái này có thể tạo cho nó khoảng là 4 trang. Bắt đầu mình sẽ tạo cho nó 4 trang, thì trong quá trình trả nên mình sắp xếp nội dung, nếu mà thiếu mình có thêm vào, ngoài ngược lại nếu mình thừa trang thì mình sẽ xóa bỏ đi toàn bộ tất cả những cái trang chừa phía sau. Và tiếp theo mình sẽ chọn là phần pacing page là trang đôi, start bắt đầu từ trang bao nhiêu sẽ để thông báo mặc định là 1. Còn tiếp theo là tag frame, thì cái này trước những cái bài đầu tiên của nó qua là có thể phần mềm InDesign đưa trực tiếp tất cả những cái định dạng văn bản Word vào phần mềm InDesign được. Còn mặc định thì cái phiên bản CC trở lên nó sẽ có cái tính năng nó hay hơn trong cái trường hợp là sử dụng tag frame. Thì trong quá trình sử dụng từ bản CC trở lên thì phải mình sẽ không sử dụng cái phần tag frame nữa, hay bỏ qua phần này. Tiếp theo column chia bố cục thành bao nhiêu cột. Thì mặc định có thể chia cho nó là cơ bản nhất là 3, tỷ lệ của nó là 1 phần 3 tỷ lệ vàng. Bạn có thể chia chi tiết hơn, bạn chia nó thành 12 phần. Thì trong quá trình rộng. Column khoảng cách, column ngay tơ là khoảng cách giữa các cột với nhau thì cái phần này nó rõ rồi. Tiếp theo là 1.27 cm là cái vùng an toàn. Cái vùng an toàn thì lưu ý là mình phải để toàn bộ tất cả hệ thống về nội dung chính, chẳng hạn như text, về logo phải để trong cái phần vùng an toàn này. Mặc định của phần mềm nó là 1.27 cm hay là 12.7 mm ở đây bạn thấy trên màn hình. Còn tiếp theo nếu bạn muốn tạo ra cái sản phẩm in ấn thì mình có thể có thêm cái phần đó là phần blitz bù trừ xén. Bù trừ xén thì bạn lưu ý trong quá trình mình tạo ra khổ giấy không có sẵn trên thị trường thì mình cắt xén đi những phần thừa bên ngoài. Thì khi mà cắt xén như thế bạn thấy là có thể là vô tình mình có thể cắt vào trong hay cắt ra ngoài thì lưu ý nó cũng không ảnh hưởng đến phần nội dung chính của mình. Thì ở đây phần bù trừ xén blitz có thể để cho nó từ 0,1 cho đến 0,5 cm. Bù trừ xén tùy thuộc vào kích thước của khổ giấy, chẳng hạn A4 mình có thể để cho nó là 0,4 cm trong trường hợp này. Còn nếu bạn tạo ra sản phẩm truyền thông thì cái này không không nên sử dụng. Nó chỉ hiển thị cho như mình những đối tượng hiển thị trong khổ giấy của mình mà thôi. Ok, bỏ qua phần bù trừ xén tạo ra khổ giấy. Đối với trường hợp phần mềm InDesign thì lưu ý nó sẽ quản lý tất cả các trang nằm trong cái phần đó là F12 page. F12 page này. Thế đây nó sẽ chia thành hai phần cho bạn. Thứ nhất là master, trang chủ. Và phần thứ hai là review toàn bộ tất cả những cái trang mình đã sử dụng để thiết kế. Trang 1 đi theo thứ tự từ trên xuống dưới. Bạn thấy trong trường này có cái điều đặc biệt khi mà tạo ra trang đôi, đó là hai cái trang đầu và trang cuối nó nằm tách biệt nhau. Nó dấu hiệu cho bạn đây là trang bìa ngoài. Trang bìa mặt ngoài. Tuy nhiên thì trong quá trình có thể đánh số trang tự động như hôm trước mình nói qua thì phần trang bìa mặt ngoài và trang bìa mặt sau cùng thì nó không đánh số trang. Phần bìa không đánh số trang cả đúng không? Thì mình dùng trường hợp là kéo trực tiếp trang năn vào. Trang năn thì nó không cho mình thêm bất kỳ đối tượng nào vào cho đối tượng trang năn này cả. Kéo trang năn vào. Bởi vì lưu ý khi mà tạo ra khổ giấy thì tất cả các trang đều có chữ A trên đầu, được A master quản lý để trang chủ. Ví dụ thêm bất kỳ một cái đối tượng nào vào trong phần A master, chẳng hạn như tích đúc trực tiếp vào đối tượng A master đấy thì nó hiển thị cho bạn hai trang, chỉ hiển thị hai trang. Nếu mà vô tình bạn tích đúc vào nó vẫn hiển thị cho mình rất nhiều trang này thì lưu ý mình chưa đi vào trong phần master. Đi vào master thì nó chỉ hiển thị lại cho bạn hai trang này mà thôi, và trang chủ ở bên trái đại diện cho trang chặn,
và bên phải là liền cho trang lẻ. Bạn có thấy nhìn đây, tất cả những trang bên phải đây là trang lẻ, trang 1 này, trang 3, có thêm nữa trang 5 và trang 7 vân vân. 2 4 là trang bên trái. Bạn thêm bất kỳ những cái đối tượng nào, chẳng hạn sử dụng công cụ phím tắt M vẽ ra một khối cho lớn. Thì bạn thấy này, tất cả các trang 2, trang 4 nó đều có đối tượng màu đen. Và ngược lại, vẽ một khối bên này sẽ để cho nó một cái màu khác, chẳng hạn như để cho nó một màu xanh. Thì tất cả các trang này nó đều hiển thị đối tượng màu xanh đấy trên phiên bản thiết kế của mình. Thì trong quá trình mình lợi dụng cái trường hợp đấy để có thể thiết kế những phần đó là header và footer. Thì trong quá trình sử dụng một cái đối tượng chuyện hay là các profile nào đấy thì bạn lưu ý, chẳng hạn mình sẽ cho bạn xem một cái profile như sau để xem nó có tính nghi lặp lại rất nhiều lần. Bởi vì trong quá trình nếu mà bạn tạo từng trang một thì nó rất lâu, trong có khoảng là 70 trang thì xử lý như nào. Chào đây, profile. Đây là một cái thiết kế, nó có tính lặp đi lặp lại rất nhiều, ngoại trừ trang bìa mặt trước và bìa mặt sau nha. Cái này thì anh còn nói đây là một cái thiết kế riêng, thì nó sẽ thứ nhất là nó không có đánh số trang. Nhưng mà trong thời tiếp theo bạn có thể là đi qua này. Ok, trang là tiếp theo đánh số trang từ 4 này. Bên này là tên profile. Chào tên tất cả đi thị. Ok, thu nhỏ lại. Trang bên trái là trang chặn, còn trang bên phải là trang lẻ. Thì bạn thấy toàn bộ tất cả hệ thống này, thứ nhất là đánh số trang này. Trang bên trái nó nằm ở phía bên trái, nhưng ngược lại bên phải nó nằm ở bên phải. Bởi vì lưu ý, trong phần master thì trang chặn và trang lẻ nó sẽ quản lý những đối tượng riêng. Ở bên trái của mình thứ nhất là có đánh số trang, thứ hai là profile. Và trang bên phải bạn thấy trong trường hợp nó có cái phần nó là website đây, thì hai trang nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng bạn thấy là ok, lăn chuột xuống dưới thì nó sẽ có những tính lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trang 6, trang 7 này, như bên trái là Antivirus, bên phải là website. Cũng tương tự từ đây đến đây. Bạn thấy rất nhiều, trong trường hợp mình có khoảng tầm bao nhiêu trang? Khoảng 50 trang, 51 trang. Thì bạn thấy trong quá trình nếu bạn tạo riêng từng cái trang một thì nó rất lâu. Cứ có thể là Ctrl C copy xong rồi Ctrl C V thì nó gặp lại gặp đi gặp lại nó ok, nhưng mà nó bạn thấy là nó rất là mất công. Thì đối với trường hợp phần mềm in ra nó chuyên dàn trang cho bạn thì nó sẽ mang tính lặp đi lặp lại nằm trong phần master nha. Lưu ý trong master nha, chẳng hạn như trong trường mình sẽ tạo ra hai phần header phía trên là tên công ty nha. Trong là mình sẽ giới thiệu về công ty chẳng như Web3, nhưng trước mình đã nói qua một tí rồi. Thì phía trên header của mình thì bạn có thể xem trên thị trường hiện nay thì mình cũng làm theo mẫu thôi. Có thể là logo và tên công ty. Logo và tên công ty. Và thứ hai, phần footer là đối tượng phía dưới chân trang của đấy, dùng là đánh số trang này. Đánh số trang này. Thứ hai là website này. Thứ ba là có thể là địa chỉ, view số điện thoại này. Đây là những thông tin cơ bản nhất trong quá trình mình xây dựng một cái profile. Ok, thì lưu ý là nằm trong phần master nha. Nếu bạn tích ra ngoài thì đây là những đối tượng dừng lại từng trang đấy. Còn nằm trong phần master thì lưu ý đối tượng nào được master quản lý thì nó hiển thị đầy đủ. Cái đầu tiên có thể thêm logo vào, Ctrl D. Chọn vào logo. Logo màu tối, tích ở đây. Nhưng bạn thấy là khi mà kéo bất kỳ một hình ảnh đưa vào bạn phóng to lên, thấy là trong trường hợp nó bị vỡ hình. Đối với trường hợp phần mềm in ra, bạn lưu ý là nó hiển thị toàn bộ tất cả hệ thống hình ảnh ở chế độ là xấu nhất để pha thiết kế của mình nhẹ nhất. Thì làm cái phương án nào để xem cái đối tượng chất lượng sau khi chẳng hạn như đây là phiên bản sau khi mình in ra, nhưng mà in ra bạn xem trên màn hình nó vỡ như này thì nó có thể bị mất toàn bộ tất cả hệ thống với chi tiết. Đối với trường hợp phần mềm in ra thì nó sẽ có rất nhiều chế độ hiển thị đối tượng hình ảnh. Để chọn cái chế độ hiển thị hình ảnh thì mình dùng hai phương án. Một là hiển thị tất cả hình ảnh nằm trên file thiết kế. Hoặc là cách thứ hai, mình chỉ dùng hiển thị cái đối tượng hình ảnh này mà thôi. Để hiển thị tất cả thì mình sẽ chuột phải trực tiếp ra ngoài màn hình, chọn là phần display performance, thì đây nó sẽ có 3 chế độ hiển thị cho bạn. Chế độ thứ nhất là nhanh, thì nó chỉ đại diện cho mình một cái vùng màu ghi. Đây nó báo hiệu cho bạn là có một cái hình ảnh. Nhưng mà ít khi mình dùng trường hợp này, bởi vì mình không biết là thiết kế của mình nó có ổn định hay là hình ảnh của mình nó có tốt hay không. Chuột phải thứ hai cho nó chế độ bình thường và thấy nó bị vỡ. Và chế độ thứ ba là chế độ đúng với cái phiên bản thiết kế của mình. Nếu bị vỡ trong trường hợp này thì hình ảnh của mình không sử dụng được. Thì bạn thấy hình ảnh logo nó khá là tốt rồi.
Cách thứ hai, nếu mà trong trường hợp bạn có 70 trang, bạn dùng trường hợp là xem tất cả thì nó rất nặng. Thì chỉ xem một hình ảnh thôi, bằng phương án là chuột phải chọn vào đối tượng hình ảnh đấy. Chuột phải trực tiếp chọn phần display của phần mặt thì nó chỉ hiển thị cho bạn cái đối tượng hình ảnh, nó chế độ sắc nét, còn tất cả chế độ hình ảnh còn lại nó đều dạng là bình thường. Ok, bạn thấy hình ảnh nó khá là tốt rồi, dịch chuyển sang bên tay trái vị trí này. Lưu ý toàn bộ tất cả những cái thông tin chính của mình nó phải nằm trong cái vùng an toàn. Khoảng cách. Phần thứ hai, ok, có tên logo, sử dụng công cụ text phím tắt để ghi tên công ty được không? Thì trong quá trình sử dụng text trong phần mềm InDesign, lưu ý là text nó không ghi được. Bạn muốn ghi được text thì phải kéo qua cho nó vào cái vùng. Công ty chị đây xuất khẩu xe này. Trong quá trình ghi xong bạn thấy là cái khung của mình nó thừa rất là nhiều, nhìn nó xấu. Trong quá trình thiết kế mình muốn thêm một số cái, chẳng hạn slogan phía dưới thì nó bị vướng cái phần khung này. Thì trong quá trình mình muốn là cho phần khung vừa với phần chữ thì mình dùng công cụ rất là nhỉ, Ctrl+C đúng không? Ctrl+C nó nhanh, với trong trường hợp bạn kéo này thì nó rất lâu, mình không biết là vị trí nó đúng. Nếu mà kéo vượt quá cái vị trí này nó để mất chữ. Thì trong quá trình đối với phần mềm InDesign nó quản lý lỗi rất là tốt. Bạn thấy nó có điểm màu vàng, điểm màu đỏ phía dưới. Thì trong quá trình sử dụng xong một lệnh thì nó sẽ báo hiệu cho bạn luôn. Nếu bị lỗi thì nó sẽ báo điểm một lỗi. Và ngược lại, nếu mà đối tượng của mình đang chuyển về màu xanh thì nó sẽ không có lỗi gì cả. Ctrl+C thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và tiếp theo mình muốn là cái chữ này nó hơi bé. Giữ shift phóng to lên, và thấy trong trường này chỉ có mỗi cái phần khung to thôi. Lưu ý muốn phần khung và phần chữ to lên thì sử dụng công cụ phím tắt là Ctrl+Shift. Nhưng mà tiếp theo là khách hàng muốn là cái đối tượng chữ này phải in hoa toàn bộ. Thì trong quá trình mình ghi xong rồi mình cứ mất công ghi lại nữa thì nó rất là lâu. Cái chọn vào tai giống như trong phần mấy nút chọn ở phần triển khai, chọn ở phần chế độ bạn muốn hiển thị. Chẳng hạn như chọn in hoa. Thì trong quá trình chọn in hoa bạn thấy này, nó bị lỗi, nó báo hiệu cho bạn đi luôn. Thì trong quá trình chẳng hạn như mình không để ý, viết xong rồi đến phần khung hình viết ngang, lỗi không biết ở vị trí nào, tích đúp trực tiếp vào đây, lỗi text. Thì đối với trường hợp phần mềm InDesign thì nó chỉ có hai lỗi cho bạn thôi, một là ảnh, hai là text. Ảnh thì nó lỗi là thứ nhất là bị mất link, kiểu mất link ngay, bởi vì trong quá trình cái đối tượng ảnh gốc của mình đã bị dịch chuyển đến một cái vị trí nào khác. Lỗi thứ hai là lỗi text. Tách lỗi trong trường hợp là nó sẽ có hai phương án để bạn xử lý. Một là bị lỗi phông trong quá trình cài đặt, không có cái phông đấy. Bởi vì có thể nghe đó, copy một cái file thiết kế này từ máy khác sang máy mình thì bạn thấy là nó có thể là không có cái phông chữ này. Và cái lỗi thứ hai nó là cơ bản lỗi bị thiếu trong phần khung, tích trực tiếp vào đối tượng cái phần chữ A này. Thực chất phần A nó là nằm ở trong phần A master, còn nếu bạn lỗi phía ngoài thì nó sẽ hiển thị cho bạn cái số trang nằm vị trí đối tượng nào. Cái này qua đây thì đấy là tự động đối tượng của mình nó sẽ nhận được này. Ở đây thì khi mà có lỗi thì mình sẽ có hai phương án xử lý, một là Ctrl+C thì phần khung tự động vừa với phần chữ. Và cái khi mà xong rồi dùng phương án cái chữ nó hơi to quá thì mình dùng phương án là cho nhỏ lại nhỉ. Đối với trường hợp phông chữ to thì đối tượng nhỏ lại, chẳng hạn giữ Ctrl Shift thì nó sẽ đi theo phần khung luôn, cái này nó vẫn nằm ở dưới vùng 2. Thì dùng trường hợp chẳng hạn như Ctrl Shift ngoặc nhọn bên tay trái, nhờ giống như đút Ctrl Shift ngoặc nhọn bên tay trái cho chữ nhỏ lại, và Ctrl Shift ngoặc nhọn bên tay phải cho nó to lên, Ctrl Shift ngoặc nhọn bên tay phải. Còn đây phần chữ này nó khá là ổn rồi, Ctrl+C cho header của mình có thể để đơn giản. Thứ hai có thể phân biệt đối tượng nội dung phía dưới, bởi vì cái lưu cái này, cái phần này là nội dung phụ thôi. Bởi vì bàn tay này, cái bài này nó rất là bé, chiếm một vị trí rất nhỏ. Hoặc là phía trên header của mình cũng chả có thông tin gì luôn. Nhưng để hiển thị toàn bộ tất cả những nội dung của mình nó được đầy đủ và rõ ràng nhất. Thì đây có thể tạo cho nó một cái phần khung bằng cách là cái thì trong trường bản lưu này, ở đây nó sẽ có hai tín hiệu phần khung các bạn. Cái này mình không học đến phần F này, công cụ F này. Cái này thực chất là nó để vào để báo hiệu, để tín nữa mình sẽ cho hình ảnh chữ vào thôi. Thì thực chất cái này nó cũng giống cái đối tượng công cụ phím tắt M. Nó hoàn toàn giống nhau nhá. Thì mình chỉ cần học một cái đối tượng công cụ phím tắt M thôi. Còn F thì mình có thể bỏ qua.
Các bạn thấy này, có khi mà tạo công cụ phím tắt F thì nó sẽ hiển thị cho mình cái dấu nhân đây, báo hiệu đây là phần khung tín được máy chưa cho hình ảnh chui vào. Và còn M hoàn toàn cũng có thể là vẽ ra và cho hình ảnh chui vào được. Nên mình chỉ cần học một trong hai cái đối tượng công cụ này thì là ok rồi. Tiếp theo có chữ rồi, M vẽ ra một cái khối để cho phần đối tượng này. Xin can chôn xích màu vuông bên tay trái cho nó xuống dưới cục. Nó đang bị trùng màu. Cái này có thể đổi sang màu trắng hay là màu xanh được không? Thì trong quá trình sử dụng về màu chữ, mọi người lưu ý, muốn đổi được màu của chữ thì mình tích thẳng vào biểu tượng chữ T, tên thanh thuộc tính thành công cụ bên tay trái. Y ngắn chọn vào đây thử xem. Trở về phím V. Nhưng mà màu này bạn thấy nó chưa được ổn lắm. Ok, Ctrl Z lại. Cái này có thể đổi theo khối màu của cái đối tượng logo không? Shift X bỏ stroke đi. Cái này ngặt như vị trí như này trong quá trình. Và tiếp theo nó hơi bị thô, mình sẽ bao góc lại bằng cách là tích trực tiếp vào đối tượng phần khung màu xanh, tích thẳng trực tiếp vào điểm màu vàng và bao góc. Bo góc thì có rất nhiều tính chất để bo, nếu bạn bo trực tiếp thì nó sẽ bo luôn cả bốn góc. Nhưng mà tiếp theo mình muốn là chỉ bo hai góc thôi, nhưng mình muốn nó đều thì dùng cái phương án này. Một số bạn là ok giữ shift kéo nó vào thì bạn thấy nó chỉ thay đổi một góc thôi, giữ shift kéo vào thì bạn thấy nó không đều. Mình kéo hai đối tượng là độc lập với nhau thì bạn muốn đều mình hãy tư duy bằng cách là kéo vào trước. Kéo vào thì bốn góc có đều nhau, ok giữ shift kéo ra. Và cái này giữ shift kéo ra thì bạn thấy hai góc này nó sẽ được đều trong quá trình mình sử dụng đối tượng này bị bo góc. Ok, hai cái này xong rồi. Đơn phần header nó đơn giản thôi, giữ an copy, giữ shift đi theo đường thẳng hàng. Thì trong quá trình tạo ra phần master lưu ý mình phải sử dụng hai trang, bởi vì trang bên trái quản lý ra tất cả đối tượng trang chẵn và ngược lại bên phải quản lý trang này. Có header footer phía dưới của mình ngay để cho nó đơn giản thôi. Đánh số trang tự động, phím tắt gì nhỉ? Còn nhớ đánh số trang tự động. Đánh số trang tự động. Bước đầu tiên sử dụng công cụ phím tắt T quét qua cho nó cái vùng. Bước thứ hai chọn vào công cụ Ctrl Shift Alt N. Ctrl Shift Alt N đánh số trang tự động. Thì lưu ý khi nó hiển thị cho mình chữ A tức là A master. Cái này lưu ý không được xóa đi nha. Thứ nhất là mình chỉ cần thay đổi cái thông số, chẳng hạn như chọn phông chữ khác, chữ đậm hơn, chẳng hạn chọn bold. Chẳng hạn UTM bạn chỉ được thay đổi cái thuộc tính của nó thôi, còn không được xóa đi cái đối tượng này. Căn chân ăn C cho vừa khung. Để cái này nó có ổn không hay là mình cách tạo cho nó một phần khung phía dưới M quét qua. Civic y ngắn chọn vào màu của logo. Thì trong quá trình sử dụng về một cái phiên bản thiết kế lưu ý là nó chỉ nên sử dụng từ 1 cho đến 3 màu mà thôi. Bỏ sốc đi. Trở về phía V. Can chôn xích ngọc vô bên tay trái sẽ nằm trên này. Chưa. Có thể để đơn giản thôi. Bên này mình có thể để tên công ty hay là website gì đấy. Hoặc mình chỉ cần đánh số trang tự động. Trang bên trái có cái dự án copy sang trang bên phải. Giữ an copy, giữ shift đi theo đường thẳng hàng. Ok, để cái vị trí này. Ok, có header, có footer. Khi mà xong rồi, lưu ý thoát lệnh bằng cách là tích đúc trực tiếp vào một cái trang bất kỳ, chẳng hạn tích đúc vào trang 1 này. Bạn thấy là trang 1 đó có phần là master. Nhưng cái này bạn thấy này, nó giống như bị khóa nên không xử lý được. Bởi vì nó nằm trong phần master rồi, nó xử lý toàn bộ tất cả hệ thống các trang chung. Chẳng hạn mình có trang 4 đang bị thiếu nội dung, có thể thêm bằng cách là chọn vào phần create new page thì tích vào đây nó tự động thêm trang. Khi mà thêm trang bạn thấy nó vẫn là phần a master, cũng tương tự thêm một trang nữa nó phần là a master của mình. Phần a master. Ok, tại sao trong trường này bạn thấy là nó bị vướng cái phần logo phía ngoài? Bị vướng logo, thực chất cái này nó ở trang trang này. Thì trong cái này mình sẽ phân tích qua một tí trong phần master này. Bởi vì thực chất cái đối tượng logo của mình nó nằm ở hai vị trí, cả trang bên trái và trang bên phải. Cho nên khi bạn xuất ra ngoài thì bạn thấy trong trường nó vẫn bị vướng cái vị trí đấy trong quá trình mình xử lý đối tượng này.
Mình muốn bỏ đi, mình sẽ xử lý nào? Ok, tích ra ngoài. Nó chỉ bị trong 6 thôi. Nhưng mà tích vào đây không được. Thực ra trong quá trình xuất ra, bạn ấn phím V kép bằng tay này, nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà trong quá trình mình thiết kế cái này nó rất khó chịu vì nó nằm thừa bên ngoài. Ok, giữ Ctrl Shift tích thẳng vào đối tượng đấy để quản lý tất cả đối tượng nằm trong phần master. Ok, chọn được rồi, xóa đi. Nhưng mà phần tiếp theo mọi người cần lưu ý là trang 1 và trang 6 là trang bìa. Thì trang bìa thứ nhất này nó không có đánh số trang, và thứ hai nó không có header và footer như này. Kéo phần trang năn vào. Trang năn là trang không có thuộc tính nào trong cả. Cũng tương tự kéo năn vào trang 6 thì bạn thấy toàn bộ tất cả từ trang 1 và trang 6 cuối cùng nó không có thông tin nào. Lưu ý phần này. Thì hôm trước mình đã xử lý qua cái phần ở thiết kế về trang bìa rồi. Thì bạn có thể tư duy và tham khảo cho mình nhiều phần trang bìa khác để có thể đưa toàn bộ tất cả hệ thống về thông tin liên quan đến phần tên công ty này, màu sắc, bố cục, vân vân. Lưu ý phần này. Thì hôm nay mình sẽ đến với những đối tượng phần trang phía trong để mình thiết kế một cái là catalog. Có thể trở lại một cái đối tượng là phiên bản thiết kế như sau. Lưu ý chẳng hạn như mình mở lại cái này. Thì trong quá trình bạn thấy là chữ rất nhiều. Chưa, bạn thấy này. Nhưng mà bố cục chỉ có là một. Một bố cục chung. Trên hình ảnh, dưới nội dung. Trên hình ảnh, dưới nội dung. Thì trong quá trình quản lý chữ như thế thì toàn bộ tất cả hệ thống chữ này bạn lưu ý nó phải đồng nhất với nhau. Về kích thước này, về màu sắc này, về sử dụng phông chữ nào, vân vân. Thì mình sẽ dùng phương án nào. Nếu mà trong trường bạn sẽ cứ tạo ra rồi đánh thì bạn có thể thấy trong quá trình tạo như thế thì nó có thể bị sai phông chữ, bởi vì nó có thể trở về cái phông chữ mặc định của máy chẳng hạn như Arial, nhưng mà trong quá trình thiết kế những cái sử dụng cái phông chữ đấy thì nó không được tốt. Nên mình bởi vì hay sử dụng trong cái bộ UTM mà đánh như thế này nó lại mất công để thay đổi lại cái phông chữ thì nó rất lâu, thì dùng cái phương án nào. Bạn ghi vào cho mình là cách tạo nội dung text chung. Cách tạo nội dung text chung hay nội dung văn bản chung. Cách tạo nội dung văn bản chung. Cách tạo nội dung văn bản chung. Thì mình sẽ có trong cái phần đó là character style và paragraph style. Bạn đi vào xem mình. Cái đầu tiên, character style tạo ra nội dung chung. Character style tạo ra nội dung chung. Shift F11. Còn phần paragraph style là tạo mục lục tự động. Ghi vào. Character là tạo nội dung văn bản chung. Phần thứ hai là paragraph style F11 là tạo mục lục tự động. Bạn lưu ý hai thuộc tính này. Vì trong trường hợp mình hay bị nhầm. Character style tạo ra nội dung chữ chung. Còn paragraph style nó là tạo ra mục lục. Tạo ra mục lục. Ok, ví dụ như sau. Trong quá trình tạo ra mục lục thì mình phải có cái tiêu đề trước. Sử dụng công cụ phím tắt T, chẳng hạn mình sẽ có những cái đầu mục sau. Ở web 3 thì nó sẽ chia thành hai dòng nhỉ, web 3 nam giới và web 3 nữ giới chẳng hạn. Một chấm mục thứ nhất. Mục thứ nhất là web 3 nam giới. Ở trong phần web 3 nam giới mình sẽ đưa toàn bộ tất cả đầu mục chẳng hạn đưa hình ảnh vào. Thì trong quá trình mình giới thiệu sản phẩm thôi. Ctrl D. Thì đối với trường hợp bạn muốn đưa hình ảnh vào thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là tạo khung hình trước. Tạo khung hình. Tạo khung hình mà muốn là chẳng hạn mình muốn có chín sản phẩm. Ok, kéo qua. Vẫn giữ chuột. Mũi tên sang bên phải tạo ra hai khung hình.
mũi tên sang bên phải tạo 3 khung hình theo dòng chiều ngang. Thì bạn thấy khi bạn đặt đúng vị trí theo cái cột của nó thì nó sẽ có khoảng cách mặc định. À, mũi tên lên trên, ok, 6 đối tượng. Và mũi tên lên trên chẳng hạn như có 9 đối tượng hình ảnh này. À, nhưng mà trong này mình có thể đưa thông tin vào, có thể để cho nó 6 hình thôi. Yeah, ship x. Đấy, bạn thấy là nó sẽ có tạo ra 6 hình mà đều nhau. À, cách thứ hai, khi mà có 6 hình thì mình sẽ Ctrl D chọn 6 hình và place trực tiếp vào đối tượng phần cùng đấy. Yeah. À, nhưng mà trong trường tiếp theo, chẳng hạn như mình tải một hình ảnh trên mạng về đi. À, chẳng hạn như ảnh. Tìm một cái đơn giản thôi. À, thì trong quá trình mình tải ảnh trên mạng xuống thì mình không có thể là không nhất thiết phải tải về máy, bởi vì có thể thấy là nó rất là lâu, chẳng hạn mình có một hình ảnh như sau. Yeah. À, chuột phải chọn phần copy sao chép hình ảnh. Yeah. Chọn sao chép hình ảnh. À, nhưng mà sang bên phần mềm IZA thì làm cái phương án này cho nó chui vào này. Nha, bạn ghi vào cách copy cho hình ảnh chui vào. Hay là dán hình ảnh vào trong khu hình. Ctrl and V paste into. Ctrl and V. Chọn vào khung hình và chọn vào phần Ctrl and V paste into. Yeah, paste hình ảnh chui vào khung hình. Yeah. Bởi vì trường hợp này bạn thấy này, mình không muốn tải xuống vì nó rất lâu, lâu công mình sẽ chọn, bởi vì có thể demo thôi. Trong máy tính của mình nó không có thư viện, thì dùng trường hợp là có thể copy link ảnh trực tiếp chuột phải chọn phần sao chép hình ảnh. Nếu sang đây mình Ctrl V chọn đây Ctrl V trực tiếp, bạn thấy nó sẽ bị ra ngoài, nó không chui vào nữa. Thì cái này có thể chui vào được không? Ok, Ctrl X cắt nó đi, chọn đây, chọn edit, chọn phần paste into. Ctrl V thì tổng đối tượng của mình sẽ chui vào. Và Ctrl Shift and C cho hình ảnh vừa cùng trong cái này. Này. Bên đi tôi. Đấy là cách phương án là mình sẽ tạo khung hình trước và cho hình ảnh vào sau. Cách thứ hai là chọn trực tiếp đối tượng hình ảnh. Ctrl D trực tiếp. Chẳng hạn như trong phần web 3 nó sẽ có những sản phẩm tách liền sẵn một cái chọn vào đấy. Chọn 1 này, chọn 2, chọn 3, cái chọn 4. Chọn 5, chọn 6. Có 6 hình. Dạ, và đây là khi mà chọn 6 hình đưa trực tiếp phần về in ra thì nó sẽ đi cho bạn số 6 đây. À, để dàn ra thì cũng tương tự giống như khung hình lúc nãy. Ok, kéo ra. Nếu mà kéo này bạn lưu ý nó chỉ được một hình mà thôi. Lại kéo tiếp thì bạn thấy nó không đều, bởi vì thực chất là cái khung hình của mình nó không đều nhau. Thì mình xử lý nào. Để căn chỉnh ra. Quét qua. Mũi tên sang bên phải được 2 hình, mũi tên sang bên phải được 3 và mũi tên lên trên được 6. 6 hình nằm vị trí này được không? Ctrl Shift and C. À, cái này nó hơi to, hay chỉnh sửa lại đúng không? Thì trong quá trình muốn chỉnh sửa hình ảnh nằm trong khung thì bạn lưu ý nó có hai phương án. Một là tích đúc vào nó hiển thị phần khung viền màu cam, tức là đang nhận ở trong đối tượng hình ảnh. Còn nếu mà khung viền màu xanh lưu ý là đó là phần khung ngoài nhá. À, cách thứ hai bạn di chuột đến điểm trung gian ở giữa hay là tâm điểm của cái khung hình đấy. Click vào thì bạn thấy nó hiển thị mình phần khung hình. À, cách thứ ba sử dụng công cụ phím tắt A, ok, chọn vào đối tượng đấy, ok, chọn vào đây bất kỳ một cái điểm nào thì bạn thấy nó sẽ nhận cái đối tượng ảnh nằm trong khung. Nhà thì có 3 phương án mình sẽ thử. Ok, tiếp vào đây giữ shift giữ A, cái thu nhỏ thì nó thu nhỏ mỗi phần hình ảnh nằm trong khung thôi. Nhà thu nhỏ. Ừ, phần này. Nhà. Ok, trong điều tiếp theo đối tượng xong rồi. Chà. À, có hình ảnh rồi, nghe đưa cái này nó chưa tốt lắm nhỉ. Cái chọn 6 hình khác đi, Ctrl D trực tiếp. À, ví dụ như sau. À, chọn 1, giữ Ctrl chọn 2, Ctrl chọn 3, giữ Ctrl chọn 4, chọn 5, giữ Ctrl chọn 6 hình. Cũng tương tự, giữ chuột trái và kéo. Chà. 3, ok, 6 nằm vị trí này. Ctrl Shift and C cho vừa khung và kéo di chuyển đối tượng lên trên. Bước tiếp theo mình muốn đưa toàn bộ tất cả thông tin liên quan phần xe này, chẳng hạn như tên xe, tên sản phẩm, giá cả bao nhiêu, những cái đối tượng về thuộc tính
thuộc tính cái đối tượng xe như nào thì mình đưa có thể đưa chi tiết vào. Mình cái đơn giản thôi. Chẳng hạn mình sử dụng công cụ phím tắt T quét qua đối tượng. Nhà chẳng hạn đây là tên sản phẩm. ESC thoát lệnh Canchon ăn C cho chữ vừa không. Và phía dưới có thể là giá của nó. Giá chạm như 15 triệu chẳng hạn. Việt Nam đồng. Đấy, chẳng hạn như là thì trong quá trình tạo sản phẩm và cũng lưu ý là mình sẽ có phần chính phụ, ok, nội dung tên, chọn cái phông chữ nó to hơn bằng cách là sử dụng công cụ phím tắt T và UTM, vô chọn chữ bông. Ok, nhưng mà tích vào ở đây này nó đã bị thiếu, cái okay, Ctrl ăn C cho vừa và Ctrl C và Ctrl Shift hoặc chọn bên tay trái cho chữ nó bé lại tí nữa. Và thấy là trong trường mình sẽ có chính phụ rồi. Có chính phụ. À, cái này cũng tương tự, bạn sẽ đưa toàn bộ tất cả những cái thông tin chi tiết của đối tượng đấy vào. Và giữ Alt Copy nằm vị trí này. Ctrl Alt 4 để lặp lại lệnh đúng không? À, có phía trên rồi mình sẽ có phía dưới. Giữ Alt. À, chẳng hạn tạo ra những bố cục như sau, bạn thấy khá là ổn rồi. À, nhưng mà trong điều tiếp theo bạn thấy là ok, khách hàng bảo là cái chữ này nó không ổn lắm, thay đổi lại. À, về màu sắc, chuyển sang màu của logo được không? Thì bạn thấy khi mà thay như này bạn thấy phải thay từng cái một, nó rất vất vả. Thì có dùng cái trường hợp nào nhanh hơn không? Nhờ, bạn đi vào. Cách sử dụng character style. Bạn đi vào. Cách sử dụng character style. Cách sử dụng character style. Ok, bước đầu tiên chọn ở phần Shift F1 character style, bật bảng character lên. Nha, bạn lưu ý phân biệt giữa hai đối tượng này nha. Bởi vì trong quá trình sử dụng mặc định cơ bản ấy, nó chapter và phần paragraph style nó hoàn toàn giống nhau. Yeah. Ok, trong bảng chapter style mình sẽ chọn một cái thuộc tính nào đấy, chẳng hạn như chọn đối tượng này làm gốc. Tích thẳng trực tiếp vào đối tượng làm gốc và chọn ở phần read new style. Chọn ở phần Great News Style. Yeah, thì nó sẽ tạo cho mình cái style mới. Thì tích thẳng trực tiếp vào đối tượng đấy, chọn ở phần Character Style 1. Yeah, thì đây nó sẽ nhận đối tượng style. À, ví dụ trong trường này khách hàng bảo là cái màu đen nó không hợp, thay đổi màu khác được không? Tích đúc trực tiếp vào phần Character Style 1 để thay đổi phong cách. Tích đúc vào phần chapter style 1 để thay đổi phong cách. Cái này mình có thể chọn cho nó là chẳng hạn như tên sản phẩm. Yeah, cái name, cái tên của nó. À, thứ hai, trong quá trình mình muốn là thay đổi cái phông chữ. Cái phông chữ này chưa được ổn lắm, mình chọn vào phần chữ thường thôi hoặc là chữ in động nghiêm. Yeah, bật preview lên xem thử. Thì bạn thấy nó thay đổi. Chapter color có thể thay đổi màu, chẳng hạn mình sẽ chọn cho nó cái đối tượng là màu đỏ. Nhờ vào một số cái thuộc tính ngoài khác bạn có thể tham khảo xem mình. Okay. Nhưng mà đây khi mà thay đổi thì nó chỉ thay đổi một cái đối tượng này mà thôi. Còn những cái đối tượng này mình có thể thay đổi được không? Mình tích vào đối tượng bạn muốn thay đổi, chọn trực tiếp vào chapter style. Chưa? Cái này cũng tương tự, chọn vào đây, ok, chọn vào đây. Chọn đây. Nó giống như cái form chung. Nó sẽ quy đổi cho bạn toàn bộ tất cả những thuộc tính đấy về thuộc tính chung của bạn. Ở đây cũng tương tự. Dạ, ok, 6 cái sản phẩm nhé. À, nhưng mà tiếp theo khách hàng lại thấy là cái này chữ nghiêng thì không hợp nữa. Mình muốn là chữ thường thôi. Đây là tích đúc trực tiếp vào đối tượng tên sản phẩm trong phần chapter style. Thì những cái đối tượng này mình đã sử dụng là phần chapter style chung hết rồi. À, cái này có thể chọn cái phần phông chữ khác không? Và đấy này, nó thay đổi toàn bộ. Rất là nhanh. Yeah. Bởi vì thực chất nó dùng character style chung là kích thước size okay, to quá cho chữ bold, nhưng mà size nó to quá cho nhỏ lại, thì tất cả nó đều nhỏ theo. Yeah. Hay có thể để 10 nó ổn rồi.
bạn lưu xem này, character tab, cái màu này không được, ok, đổi lại đổi sang màu xanh được rồi, tức là thấy nó sẽ thay đổi đồng bộ với nhau trong quá trình sửa đổi toàn bộ tất cả hệ thống này. Okay. À, cái này cũng tương tự, à, có thể tạo cho nó cái đồng nhất về cái liên quan phần character style không? Bước đầu tiên chọn vào thuộc tính gốc. Bước thứ hai tích vào phần create new style trong phần bảng character style để tạo thuộc tính chung. Yeah, và tích vào đối tượng character style bạn vừa tạo ra. Bước tiếp theo cài đặt cho nó bằng cách là tích đúc vào phần đấy, đổi tên chẳng hạn như nội dung, giá chẳng hạn. À, cái này không muốn là chữ thượng chữ này nữa, chọn phông chữ khác. Chờ UTM AVO nhưng mà dạng nghiêng. À, nó bị lỗi. Giờ kích thước size cho nó nhỏ lại tí. Giờ 9 chẳng hạn, vân vân. Ok. Một thuộc tính xong. À, cái này cũng muốn thay đổi, nếu bạn tích vào đây mà thay đổi từng cái một thì bạn thấy nó lâu, sử dụng đây và thay đổi cái UTM AVO chọn thuộc tính là kích thước size là 9, bạn thấy nó lâu. Chọn vào trực tiếp đối tượng trừ lại, chọn vào phần character size giá, thay đổi. Cái này, ship chọn cái này, chọn giá được không? Còn đây chọn này 1, này, ship chọn 2, này, chọn giá luôn thì bạn thấy hoàn toàn. Và cũng tương tự, nếu mà màu sắc không ổn định, mình hãy tích thẳng trực tiếp vào phần character size giá đấy và thay đổi lại màu sắc cho nó. Chọn vào phần character color, nó chọn màu đỏ không ra. Thì bạn thấy nó sẽ thay đổi đồng bộ với nhau. Yeah. Và một số thuộc tính phụ bạn khác bạn có thể chọn ở đây, có rất nhiều cái các bạn có thể thay đổi cho mình, à, từ màu này, yeah. À, từ đây vân vân, toàn bộ tất cả thuộc tính thì hay trong quá trình mình sử dụng hay sử dụng hai thuộc tính cơ bản nhất, đó là phần phông chữ, yeah, thứ nhất phông chữ, dạng thứ hai là màu, yeah, dạng thứ hai là màu. À, nhưng mà đây khi này nó đang bị lệch một tí, ok, quét qua Ctrl Shift C cho chữ cần giữa. Yeah, chọn vào đây bạn thấy nó tự động bôi đen trên sản phẩm. Chọn vào đây tự động bôi đen trên sản phẩm trong phần chapter. Còn đây là giá. Còn đây là giá. Bạn thấy nó sẽ đồng bộ với nhau rất nhiều trong quá trình mình thay đổi của sử dụng. Bởi vì chẳng hạn như hôm sau mình có rất nhiều sản phẩm khác nhau, khách hàng muốn là thay đổi chỉ việc cần thay đổi trong phần chapter style mà thôi. Lưu phần này. Yeah. À, và cũng tương tự. Tiếp theo mình có một trang nữa liên quan đến phần nam giới, tiếp theo là Vespa nữ giới. Nếu bạn ấn phím T và quét qua đây, chẳng hạn như 2 chấm và nữ giới. Nhưng mà thế này, hai cái đầu mục này nó hoàn toàn khác nhau. Cái này đang dùng cái phông chữ này, bên này lại đang màu đỏ bởi vì nó lấy trực tiếp từ cái phần chapter ra. Thì cái trường hợp này mình có thể chọn cho nó phần chapter mới được không? Tích thẳng trực tiếp vào Pepper nam giới. Chọn vào phần Create New Style. Yeah. Thì cái trường hợp này mình sẽ chọn cho nó tích đúc vào đây để thay đổi tên cho nó là tiêu đề. Thì cái trường hợp là Pepper nữ giới cũng thế, tích vào đối tượng chữ đấy và chọn vào phần tiêu đề thì tự động nó sẽ thay đổi. Ctrl Alt C cho vừa không, bạn thấy nó rất nhanh trong cái trường hợp này. Ở web page nữ giới thì mình có thể đưa cái dàn bố cục nó vào, chẳng hạn như hình ảnh đi, có 9 hình, Ctrl D, ví dụ chọn 1, Ctrl chọn 2, chọn 3, chọn 4, okay. Chọn 5, chọn 6, chọn có 6 hình, kéo nó vào, dàn theo chiều ngang, dàn theo chiều dọc. Có 6 hình, bạn thấy nó dàn rất nhanh trong trường này. Ctrl Shift and C cho hình ảnh vừa khung và bạn sẽ xem lại cái đối tượng của mình đã ổn chưa. Ví dụ trong trường bạn thấy này, cái nhân vật của mình đang đi sang bên tay trái bị mất hình khá là nhiều. Cái chọn vào đấy, kéo sang bên tay phải, nằm vị trí này nó sẽ ổn hơn. Yeah, ok, trường hợp này. Yeah, phải có cái sản phẩm của mình vào. À, cái này cũng tương tự, cái okay, kéo sang bên tay trái một tí nữa. Cái này có thể kéo sang bên tay phải thì không? Yeah, trong quá trình cho hình ảnh vừa khung thì mình cũng nên xét lại cái vị trí này nó ổn chưa, hay là cái này nó bé quá, giữ shift phóng to lên. Giữ shift phóng to lên, phóng to lên thì
Nhưng mà dịch chuyển sang bên tay trái một tí nữa. Cái này nó bị lệch cả. Ok, Ctrl Z lại xem. Chọn vào đối tượng ảnh. Giữ shift phóng to lên và dịch chuyển sang bên tay trái. Cái nằm đây phần bụng. Nhưng mà trong trường tiếp theo là trong quá trình mình giảm cuối cùng là bạn thấy nó bị đều. Có thể hình ảnh này to, hình ảnh này nó bé lại được không? Thì mình có thể dàn các phương án nào. Bạn ghi vào tiếp cho mình là cách thay đổi bố cục hình ảnh. Thay đổi bố cục hình ảnh tự động. Cách thay đổi bố cục hình ảnh tự động. Cách thay đổi bố cục hình ảnh tự động. Bước đầu tiên chọn vào phần menu object. Chọn vào phần fitting. Chọn đến phần frame fitting option. Chọn menu object, chọn fitting, chọn đến frame fitting option. Thay đổi bố cục hình ảnh tự động. Frame fitting option kết quả đây. Và trong trường hợp này bạn sẽ tích thẳng cho mình cái phần auto fit. Như là auto tự động. Tích vào phần auto fit. Chưa? Ok. Bước tiếp theo sử dụng công cụ phím tắt U góc tu để thay đổi khoảng cách hay là vị trí giữa các hình với nhau. Sử dụng công cụ phím tắt U để thay đổi vị trí hay là khoảng cách giữa các hình ảnh. Thì trong quá trình bạn thấy này, khi mà dịch chuyển cái công cụ con chuột của mình đến vị trí giữa hai hình ảnh thì nó sẽ có cái đối tượng này. Cái kéo sang, bạn thấy khoảng cách hay là cái vị trí hình ảnh nó sẽ thay đổi. À không muốn nó đều nữa, cái kéo này, cái hình này to hơn, hình này nhỏ hơn. Cái này cũng tương tự kéo lên trên, kéo xuống dưới. Bạn thấy nó sẽ tạo ra những cái khoảng cách cho đối tượng này. Cái này cũng tương tự kéo sang trái, kéo xuống phải, vân vân. Thì trong quá trình sử dụng công cụ phím tắt U, mình sẽ kết hợp với một số công cụ phím tắt như sau, Ctrl hoặc Shift hoặc Alt. Ví dụ phóng to lên một tí. Giữ Shift. Sử dụng công cụ phím tắt U giữ thêm Shift. Ok, đi qua giữa bạn thấy này. Chỉ thay đổi hai đối tượng hình ảnh thôi. Còn nếu bạn không giữ phím nào cả bạn sẽ thay đổi đồng bộ với nhau. Giữ Shift. Thay đổi hai hình ảnh. Cái này có thể là cho to hơn không? Ok, giữ shift kéo sang bên tay trái. Cái này có thể cho to hơn không? Giữ shift kéo xuống dưới, kéo lên trên. Thế nó sẽ xử lý toàn bộ tất cả các đối tượng nhau. Tiếp theo, có thể giữ Ctrl. Giữ Ctrl là khoảng cách giữa các hình. Giữ Ctrl khoảng cách giữa các hình. Và giữ Alt là dịch chuyển. Giữ an là dịch chuyển. Lưu phần này. Giữ an dịch chuyển. Giữ an dịch chuyển. Ok, trong lúc mình cái Ctrl Z lại, mình sẽ thay đổi lại cái phần bố cục này một tí. Chẳng hạn như giữ shift cho hình ảnh to thêm. Nhưng mà to thêm ở đây trong trường nó đang bị thiếu phía dưới. Ok, quét qua Ctrl Shift an C lại. Và cái hình này to, hình này bé. Cái này cũng tương tự. Chẳng hạn sử dụng công cụ U giữ Shift. Ok, kéo cái này lên được không? Trở về phím V, quét qua hai đối tượng này, Ctrl Shift Alt C cho hình ảnh vừa cũ. Thấy bộ cục của mình nó sẽ lạ hơn một tí. Tiếp theo cũng tương tự. Cái này sử dụng công cụ phím U giữ Alt, kéo hai đối tượng này xuống. Bạn thấy là cái bộ cục của mình có thể nằm ở vị trí này được không? Đây được cục. Bạn thấy là tạo ra những nhiều bộ cục đối tượng của mình như trong điều tiếp theo nghe thêm một số họa tiết trang trí, chẳng hạn như sử dụng công cụ phím tắt M vẽ ra một đối tượng hình đây. Cái này có thể y ngắn chọn được một cú. Nhưng mà trong trường bản thân này
chọn vào đây nó không không nhận được, bởi vì thực chất đối tượng của mình đang nằm trong phần đó là master, nó tích vào đây nó là màu trắng nhá. Thì làm phương án nào để lấy màu? Ok, thì trong giờ mình muốn lấy màu trực tiếp thì lưu ý tích thẳng trực tiếp vào phần master nhá, chọn vào giữa đấy thì nó sẽ nhận màu nhá. Và màu này mình muốn lưu lại để có thể sử dụng lâu dài, bởi vì một bản thiết kế lưu ý mình chỉ dùng nên dùng 3 đối tượng màu trở xuống mà thôi. Chuột phải chọn được phần Auto Swatch thì nó sẽ mở trong bảng Swatch mình. Ok, tiếp theo cái trở lại như này, chọn vào đối tượng màu này, để màu được không, chọn vào Window, mở bảng Swatch lên, chọn đến phần Color, chọn đến bảng Swatch F5 và thấy nó sẽ lưu vết cho mình cái đối tượng màu phía dưới cùng, thì còn đây nó nhận màu nha. Ok, em vẽ ra một đối tượng thứ hai đây, đây một số đối tượng họa tiết trang trí cho cái phần bố cục của mình mà thôi. Chọn vào đây, bỏ chốc đi và đưa toàn bộ tất cả hệ thống về, tách đây vào được không nha. Tách thì lưu ý trong mình có thể Ctrl D, chọn vào phần tư liệu, chọn vào phần một cái đối tượng tách như sau, ví dụ một cái nội tượng tách nha, bạn thấy này, mình nổi trực tiếp cái này là bị lỗi phông đúng không, ok đóng lại. Thì trong quá trình mình đưa nội dung tách vào thì bạn lưu ý mình có thể Ctrl D trực tiếp từ dạng văn bản file Word bạn ghi vào nha, có thể plate trực tiếp định dạng file Word vào trực tiếp phần mềm dài, plate trực tiếp file Word vào phần mềm dài, Ctrl D và chọn đến định dạng file Word. Ok, tích thẳng vào file Word vào đây, kéo nó vào, kéo ra để bạn thấy trong trường hợp này thì phần text của mình hãy tự động vào đây, đây mình demo chưa bạn thấy nó vào, nhưng mà trong trường hợp này nó bị lỗi phông thì mình có thể Ctrl A thay đổi lại phông cho nó, chẳng hạn là UTM AVO chẳng hạn, chữ thường thôi, AVO thôi nha. Và tiếp theo thì bạn thấy này, trong cái trường hợp này phần text của mình phía bên tay trái thì nó rất ok, mà đi theo cái phần khung hình rồi. Nhưng mà bên tay phải bạn này nó đi ra đi vào. Mình dùng trường hợp nào nhỉ? Để cái căn chỉnh lại cái phần text của mình không? Cho nó ổn định hơn. Yeah. Thì đây mình sẽ có hai phương án để bạn có thể xử lý. Một là có thể là Ctrl Shift Z căn vừa khung. Để đem chữ mình đều. Và phương án thứ hai bạn ghi vào cho mình là chia đối tượng chữ thành nhiều cột. Cách thứ hai, chia đối tượng nội dung chữ thành nhiều cột. Yeah. Chọn vào nội dung chữ muốn chia cột. Bước thứ nhất, chọn vào nội dung chữ muốn chia cột. Bước thứ hai, chọn Object, chọn đến phần Ctrl B, Text Frame Option. Bước thứ hai, chọn Object, chọn đến phần Ctrl B, Text Frame Option. Và thì nó triển thị cho mình cái bảng bật preview lên để xem thử. Ở đây mình sẽ, bạn thấy là trong trường nó sẽ cho bạn hai thuộc tính, một là number bao nhiêu cột, thứ hai là gaiter khoảng cách. Thì phần gaiter nó sẽ mặc định cho bạn rồi thì không nên thay đổi nữa. Ok, chọn 2. Tại sao nó, bởi vì thực chất bạn thấy này, đây trường hợp nó có hình ảnh vào. Mình sẽ chọn một cái file word nào khác đi. Ok, Ctrl D, chọn vào InDesign, chọn đến phần đó là web 3 chẳng hạn, kéo nó vào. Cái chữ này nó không ổn định lắm đúng không ạ? Ctrl D, chọn một cái văn bản khác đi, chọn vào phần InDesign, chọn đến một cái văn bản, chẳng hạn có một cái văn bản như sau,
Control D, ok, xem được. Để cho mình tí. Bài bài 2, ok, chuyện dân gian thích vào phần đó. Có một cái đối tượng chuyện như sau. Nha, chẳng hạn cây tre trăm đốt chẳng kiểu kiểu chưa, cái kéo nó vào trong trường hợp này này à, bạn thấy là mình đã Ctrl Shift Z rồi, bạn thấy nó đều bên tài, hay là để chắc chắn hơn thì Ctrl Shift Z lại một lần nữa cho chắc, bạn thấy trong trường hợp này à, tiếp theo bạn thấy không để đều, bởi vì trong quá trình mình dàn trang tạp chí bạn lưu ý phần này nhá, thì nó có thể chia cho mình thành nhiều cột và nội dung của mình có thể là hết phần phía dưới này, đương nhiên do chuyện của mình nó dài nhờ, cho nên nó có thể đi theo cái phần trang sau nữa. À, cái này có chia cột bằng cách là chọn trực tiếp vào đối tượng nội dung chữ đấy. Bước thứ hai, Object, chọn phần Ctrl B. Và chia cho nó bằng cách là bật Preview, bạn xem trước, chia nó thành hai cột. Giờ chia thành 2 cột. Chia thành 3 thì sao? Giờ bạn thấy tự động chia đối tượng của mình sẽ đều nhau trong trường hợp này. À, chia cho hai thôi, ok, trong rồi bạn thấy là tạo ra hai cột. À, cái này do cái vị trí nó không được ổn lắm, mình sẽ đặt ở vị trí này, chuyển sang bên tay trái và cho nó đều lại. Chưa. À, và tiếp theo bạn thấy này, nó vẫn bị lỗi. Bởi vì thực chất cái chuyện cái tre chấm đốt này phần text nó rất là dài. Nhưng mà để một trang là mình hết cái không gian này để rồi, không còn cái chỗ nào để text nữa. Thì trong trường mình có cách xử lý text tiếp theo, đó là nối đoạn cho cái đối tượng text đang bị thiếu, tích thẳng trực tiếp vào điểm màu đỏ ở đoạn cuối. À, nếu mà trường hợp bạn nhiều quá thì tích đúc vào trường hợp là điểm đỏ đây, à, chọn vào text, chọn phần over text, và đây nó nằm ở trang 3, cái tích ở 3 này, nó tự nhận, nó tự chọn cho bạn luôn. Đây. Tích vào dấu cộng đấy và nối tiếp vào trang sau. Nối tiếp vào trang sau. Ok, hết rồi, Ctrl Alt C cho vừa cũng hết đi. Đấy, hết lỗi. Sáng nay phân hàng rồi. Cái này có thể là cho hình ảnh vào không, là mình thêm một cái thư đầu mục nữa, chẳng hạn như T mục thứ ba, để tí là mình sẽ làm mục lục cho nó có nhiều cái chi tiết của mình hơn. Ba chấm chẳng hạn như liên quan đến phần là thời trang nhỉ. Cả ESC thoát lệnh. Nhưng cái này bạn thấy này, nó chưa đúng. Chọn vào tai, chọn vào phần chapter file, mình đã cài đặt cho nó rồi, đúng không? Cái phần tiêu đề. Ctrl+C. Bạn thấy nó rất nhanh, mình không cần nhất thiết là nhớ cái kích thước chữ bao nhiêu, đang sử dụng phông chữ gì, màu sắc ra sao. Cái thời trang có thể là vẽ một cái đối tượng bố cục nó đơn giản thôi. Một cái hình. Specific Ctrl+D đi. Chọn vào làm việc, chọn đến phần thư viện này, chọn đến chủ đề Vespa, ok, trong trường hợp Vespa sẽ chọn một cái hình ảnh nào đấy cho chúng ngang, đúng không? Ctrl Shift Alt C cho hình ảnh vừa khô. Tiếp theo trở về phím V, bo góc cho nó được không? Thì kéo nó vào, bo góc hai điểm thôi, chẳng hạn cái này kéo ra, cái này cũng từ từ kéo ra, giữ Shift nhá. Và có thể đưa nội dung vào gì đấy, text chẳng hạn như giới thiệu sản phẩm, cái này thì bạn có thể là một là nó nằm chung trong phần là chapter style, hoặc là bạn có tạo riêng cho mình một cái đối tượng khác biệt ngoài đi, cái Ctrl Shift phóng to lên ở vị trí này. Cái này mình có thể cho nó năn. Và tiếp theo bạn đây này, trong quá trình mình đang đưa đầy đủ toàn bộ tất cả hệ thống về nội dung này, đây là trang bìa mặt ngoài, đây là tất cả nội dung phía trong, thì mình sẽ có phần ở cái trang bìa mặt sau thì mới có thêm một cái phần đó là mục lục. Lưu ý trong quá trình mình sử dụng mục lục thì nó sẽ có hai vị trí để bạn đặt, một là đặt ngay sau trang bìa mặt trước, nó nằm vị trí này. Nó nằm ngay sau. Thì trong quá trình nhà mình thiết kế xong rồi, vị trí này nó đã ổn định hết rồi, lại muốn chèn thêm trang thì dùng như nào? Cái chọn phần F12 paste đây.
Bạn muốn chèn thêm trang ngay sau trang 1 thì bước đầu tiên tích thẳng trực tiếp vào trang 1. Bước thứ hai, về tích vào phần create new page thì nó sẽ chèn ngay vào trang đầu tiên này. Ra nhanh. Nhưng cái này nó ăn theo cái phần đó là đối tượng mình đang chọn trước, nó đang quản lý. Bạn muốn đưa cái thông tin vào cái kéo phần là master vào nó mới có thùng header footer được. Ok, tôi nhỏ lại căn chân không. Mới có header footer được trong trường hợp này. Còn không, nếu bạn kéo vào thì nó sẽ không có gì cả. Giờ kéo năn vào sẽ không gì cả. Hoặc là vị trí thứ hai, mình có thể đặt số trang đó là nằm trước trang bìa mặt sau là cái vị trí này. Ok, thì hôm nay tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách là đánh làm mục lục tự động. Bạn ghi vào cho mình là cách làm mục lục tự động. Ghi vào. Cách làm mục lục tự động. Cách làm mục lục tự động. Thì lúc nãy mình nói qua thì làm mục lục tự động nó sẽ quản lý trong cái phần đó là paragraph style. Giờ bước đầu tiên mở bảng paragraph style lên F11. Bước đầu tiên mở bảng paragraph style F11. Bạn lưu ý phân biệt giữa hai đối tượng này nhá. Character style là tạo ra những đối tượng nội dung chung. Còn paragraph thì nó chỉ chuyên về làm mục lục mà thôi. Bước đầu tiên mở bảng paragraph style. Bước thứ hai chọn nội dung bạn muốn làm mục lục, chẳng hạn như cái đối tượng 1 này, mình muốn làm mục lục cho nó, tích thẳng trực tiếp vào đối tượng đấy. Và trong phần paragraph style tích vào phần create new style như vậy. Bước thứ hai chọn vào nội dung muốn làm mục lục. Chọn nội dung muốn làm mục lục. Trong bảng paragraph style tích vào phần create new style. Chọn nội dung muốn làm mục lục. Bảng paragraph style chọn vào phần create new style. Nó nhận tích thẳng trực tiếp vào phần đối tượng mình vừa tạo ra. Bước tiếp theo tích thẳng trực tiếp vào đối tượng paragraph mình vừa tạo ra và thay đổi thuộc tính cho nó bằng cách là tích đúc giống như character, chẳng hạn bạn ghi là mình cho mình là mục lục, enter. Phần nào bạn muốn làm mục lục, chẳng hạn như một web page nam giới. Tiếp theo đến trang số 2, cái web page nữ giới, tích vào đối tượng nội dung trước đấy và chọn vào phần mục lục. Và trang cuối cùng tiếp theo mình sẽ chọn cho nó là phần 3 thời trang, cái tích vào phần mục lục mình vừa tạo ra. Thì ba phần này nó nằm trong phần đối tượng paragraph style mục lục. Ok, bước tiếp theo bạn ghi vào. Chọn vào layout. Bước tiếp theo bạn ghi vào, chọn layout. Chọn vào phần table of content. Bước tiếp theo, chọn phần layout, chọn phần table content. Chọn một table content. Ok, tích vào đây. Thì đây bạn lưu ý này, cái đối tượng của mình sẽ hiển thị trong phần đó là paragraph style đây. Chọn include paragraph style. Bạn lưu ý này, muốn tạo mục lục thì bước đầu tiên trong phần other style bảng phía bên tay phải, chọn đến đối tượng mục lục mình vừa tạo ra. Và add nó sang bên bảng tay trái. Add bên bảng tay trái. Và cái phần tiêu đề của nó trong quá trình mình có thể đổi cho nó sang là phần mục lục. Và ok. Bước tiếp theo bạn thấy này, nó hiển thị cho mình cái bảng đối tượng text. Giữ chuột trái và kéo nó ra. Rồi, giữ chuột trái kéo ra. Chờ bạn thấy nó tạo ra mình cái đối tượng mục lục như sau. Web page nam giới trang 2, xem đã đúng chưa? Căn chân G tìm đến số trang nhỉ, mình sẽ đánh cho nó là trang 2. Đúng
Đúng rồi, Web 3 nằm dưới trang 2. Và tiếp theo thử xem Web 3 nữ giới trang 3. Web 3 nữ giới ở trang 3 và thời trang ở trang 4 và thời trang ở trang 4. Lưu ý cái này. Nhưng mà đây này, giống như cái mục cái phần menu hôm trước mình làm thì thấy trong lượt để như này, thứ nhất là nó bị giới hạn rất là ngắn. Một số chữ của mình nó bị dài ngoằng ngoằng, thì trong trường hợp chữ này nó sắp xếp nó chưa được ổn định lắm. Thì mình dùng trường hợp này. Giống như cái phiên bản hôm trước mình làm cái phần mục lục thì sử dụng công cụ phím tắt là Ctrl Shift T. Ctrl Shift T để những cái phần vị trí chẳng hạn như số trang nó phải nằm vị trí phía bên tay phải, nó dài phía này cơ để nhìn nó dễ dàng hơn, và thứ hai nó đỡ bị trống. Bạn ơi, ok, trong quá trình di chuyển thì nó bị di chuyển so với khoảng cách tích thẳng trực tiếp vào thanh nam châm để nó sẽ về cố định cái đối tượng của mình. Bước thứ hai chọn điểm chốt và cái nó tự chạy. Bước thứ ba leader của mình là dấu chấm, bạn thấy đối tượng của mình sẽ tự động tạo. Cái này nó hơi ngắn quá, ok kéo dài thì nữa, ok kéo dài thì bạn thấy tạo ra phần mục lục ra. Nhưng phần tiếp theo cái này có thể ra giữa được không? Thì trong quá trình mình quản lý mục lục có thể sử dụng công cụ phím tắt T quét qua một số cái đối tượng để căn chỉnh. Chẳng hạn cái này chọn là phần tai, chọn là phần trên khay, chọn là phần chữ in hoa toàn bộ. Căn chỉnh Shift C được không? Căn giữa. Và căn chuẩn AC cho vừa cùng để lùi phần này. Cách tạo ra một ok, bây giờ mới thực hiện cho mình tạo ra thứ nhất là phân biệt giữa hai cái đối tượng, đó là phần chapter style và phần paragraph style. Chapter style là tạo ra nội dung tiêu đề chung, còn paragraph style là tạo ra mục lục mà thôi. Lùi phần này. Ok, bây giờ mình sẽ thực hành trước và đến với những đối tượng này kiến thức mới nhá. Mình sẽ mở lại cái phần chuyện này một tí. Như là tí nữa mình sẽ làm trong trường hợp đối tượng này luôn. Thì bạn có thể thấy trong trường hợp mình có thể thấy là cái đối tượng bìa này thì nó là có sẵn rồi, mình sẽ đưa toàn bộ tất cả nội dung text vào. Nha. Và căn chỉnh là hợp lý bởi vì trong quá trình sử dụng nội dung text và lưu ý nó sẽ nằm trong khuôn khổ hình chữ nhật thì nó sẽ ổn định nhất. Có thể là chữ này nếu mà bằng cái kích thước phía trên thì nó rất bé, nó bị thụt vào. Cổ tích cũng tương tự, thì mình sẽ dùng trường hợp là ở đây mình có hai phương án để bạn xử lý. Một là tạo ra từng cái phần khung text riêng. Hai, bạn tạo một khung, sau đó mình sẽ quét qua bôi đen toàn bộ, chẳng hạn như chuyện này muốn to hơn mình sẽ bôi đen cho nó và thay đổi kích thước size cho nó thôi. Là đấy hai phương án mình sẽ xử lý. Nhưng mà trong trường tiếp theo bạn có thấy này, ok, lăn chuột xuống dưới. Lăn chuột xuống dưới. Ví dụ như trong trường hợp này này. Cái này đi. Thì trong trường hợp này mình có hai vấn đề cần xử lý ở đây. Một là hình ảnh và hai là phần chữ đầu dòng. Thứ nhất mình sẽ xử lý về phần hình ảnh trước. Thì bạn đây có thể trong một số trường hợp bạn thấy là nó trong sách giáo khoa có rất nhiều thì hình ảnh nó sẽ nằm chèn vào đối tượng nội dung chữ. Nhưng mà khi nằm chèn như thế thì phần nội dung chữ của mình nó phải đi phía ngoài chứ không phải nằm sau đối tượng hình ảnh này. Nếu mà nằm sau thì nó bị thiếu nội dung text. Thì làm cái phương án nào để mình có xử lý trong trường hợp này? Bạn ghi vào cho mình là chèn hình ảnh vào file text. Cách chèn hình ảnh vào file text. Cách chèn hình ảnh vào file text. Được chưa? Ok, bước đầu tiên chắc chắn rồi, mình có một cái đối tượng đoạn văn bản. Ví dụ mình sẽ thiết kế trực tiếp trên cái phiên bản này luôn đi. Cho đỡ phải tạo ra cái mới. Tạo ra một cái trang mới. Bạn muốn tạo ra trang sau trang 5 để tích thẳng trực tiếp vào trang 5, chọn là phần grid new thì nó sẽ tạo ra trang mới. Thì trong quá trình tạo trang thì bạn lưu ý ít nhất nó phải chia cho 2. Ít nhất nó phải chia cho 2 trước đã. Còn bạn muốn tạo ra trang đôi thì lưu ý nó phải chia cho 4. Ví dụ như có một cái đối tượng như sau. Cái này không phải là giới thiệu về xe nữa mà nó sang một chủ đề khác. Thì trong trường hợp này bạn muốn là thay đổi là phần header và footer thì lưu mình sẽ phải duplicate phần master lên để tạo ra cái đối tượng trang chủ mới. Thì đây có hai phương án xử lý, một là chuột phải cho phần duplicate thì nó sẽ giữ nguyên lại toàn bộ tất cả thuộc tính trong phần master. Cái thứ hai, ok, chuột phải cho nó phần new master thì giống như phần nan nó không có chứa thuộc tính nào cả. Không chứa thuộc tính nào cả. Ok. Đây tích đúc vào đây bạn thấy nó không có thuộc tính đối tượng nội dung.
thì mình phải tạo mới cho nó. À, nhưng mà trong trường hợp lại, ok, Ctrl Z này, mình muốn lấy toàn bộ tất cả thuộc tính, chẳng như đánh số trang tự động đã mất công tạo ra rồi, thì không phải tạo lại nữa. Thì chuột phải trực tiếp chọn phần duplicate master I, thì nó sẽ tạo ra một cái đối tượng master B mới. Mà master mới, master B mới là thế này, nó có số trang rồi, mà số trang của nó là phần chữ B chứ không phải là chữ A, tức là B master quản lý. À, nhưng mà ngược lại, cái phần phía trên nó không phải là công ty về webma, ok, mình sẽ xóa toàn bộ tất cả đi và thay đổi thuộc tính lại. À, chẳng hạn như về chuyện đúng không, sách báo tạp chí gì đấy, chẳng hạn như sử dụng công cụ phím Ctrl T quét qua, chẳng hạn mình ghi chữ đơn giản thôi, chuyện đơn giản. Ctrl C cho vừa khung và để cái vị trí ở bên tay trái ở trong phần vùng an toàn. À, cái này cũng tương tự dự án, copy giữ ship đi theo đường thẳng hàng và copy sang trang chủ bên tay phải để quản lý những đối tượng trang lẻ. À, và phần tiếp theo ở đây này, cái trang này nó quản lý từ trang 6 đến trang 8 thì mình sẽ xử lý nào. Yeah. Bởi vì thực chất cái này đang là trang A master quản lý có chữ A trên đầu. Ở đây có hai phương án để mà cái kéo trực tiếp B master quản lý từ trang 6 đến trang 8. Một là kéo B master vào. Để kéo vào. À, và kéo vào. Yeah. Biến thành B master. Có chuyển sang ra này, có đánh số trang. Nhưng mà trong giờ tiếp theo mình có tầm khoảng 20 trang. Bạn thấy kéo như thế thì phải kéo 20 lần, nó rất lâu, cái dùng phương án nào nhanh hơn không? Ok. Chuột phải chọn một phần apply master to page, áp dụng master B đối với trường hợp trang nào. Nhá, thì bạn thấy là B master từ trang 6 đến trang 8, ok, 6 gạch ngang 8. Thì bạn thấy từ trang 6 đến trang 8 nó tự động biến thành B master. Đúng rồi. 10 trang cũng thế, 20 trang cũng được, là 50 trang mình dùng phương án này nó nhanh hơn rất nhiều. À, và trường hợp này mình sẽ Ctrl D trực tiếp đưa nội dung chữ vào. À, chọn vào phần thư viện ảnh, à, chọn vào tư liệu, chọn vào phần InDesign, mình có cái phần đó là cái phần như sau, nhà chuyện dần dần kéo vào cái che chắn đốt, ok, rồi cho trái kéo trong khoảng vùng hoàn toàn, Ctrl C. Được chưa? Có chữ rồi. Ctrl Shift Z cho Ctrl Shift Z cho đối tượng là chữ đều vừa khung giữa hai bên, rất là gọn. Ở trường hợp tiếp theo mình sẽ đưa đối tượng hình ảnh vào. Muốn đưa đối tượng hình ảnh vào thì bạn lưu ý tích thẳng ra ngoài. Ctrl T chọn vào đối tượng chuyện dân gian, chọn đến phần hình ảnh. Ở trong phần hình ảnh mình có một cái đối tượng hình ảnh như sau, ok, kéo qua. Nó phải nằm vị trí này. À, nhưng mà khi nằm như này bạn thấy phóng to lên, cái phần chữ của mình đang bị hình ảnh nó đè phía trên. Yeah. Cái này nó không phù hợp bởi vì nó mất độ zoom. À, còn như để phía dưới thì mình không nói, bởi vì trong quá trình nếu một số trường hợp mình bí về không gian ấy, để này thì nó bị chơi với, bị bí. Yeah. Thấy này rất là trống. Thì đối với trường hợp là sách giáo khoa bạn thấy nó hay sử dụng để ở giữa, và chữ bên trên, chữ bên dưới thì mình sẽ xử lý bằng cái trường hợp này. Bạn đi vào. Bước đầu tiên chọn vào hình ảnh. Sử dụng công cụ phím tắt Ctrl Alt V kép tách qua, bạn ghi vào cho mình. Sử dụng chọn vào đối tượng hình ảnh. Sử dụng công cụ Ctrl Alt V kép. Ctrl Alt V kép. Thì đây nó sẽ có 4 trạng, 5 trạng thái cho bạn. Cái trạng thái đầu tiên là không chèn, thì đối tượng ảnh của mình sẽ bị chèn lên vật chữ. Yeah, thì trong quá trình đặt hình ảnh này nó không phù hợp, thì mình sẽ có trường hợp thứ hai, bạn nhìn vào, chèn theo khuôn hình chữ nhật. Chưa, chèn theo khuôn hình chữ nhật. À, ví dụ mình sẽ để cái hình ảnh nằm ở đây trong vùng an toàn này, chữ này nó chạy xung quanh cái đối tượng hình rồi. Yeah, đặt đâu, đặt đến vị trí nào thì chữ nó động là nhảy xung quanh cái phần hình của mình, đối tượng này. À, nhưng mà thế này, để như này thì phần khung so với đối tượng nội dung chữ nó rất là sát, thì trong quá trình đọc nội dung chữ này nó rất khó khăn. Thì tiếp theo bạn cài đặt khoảng cách cho nó bằng cách tích lại trực tiếp đối tượng hình ảnh đấy, thì nó sẽ có phần là khoảng cách phía dưới. Ok, à, tăng khoảng cách lên.
Nhờ, cái cho rộng ra thì nữa tăng lên khoảng là 3 mm, trong khi bàn tay nó sẽ có khoảng cách so với đối tượng nó dung chứng. À, nhưng mà khoảng cách bàn tay này do đặt ở vị trí này, trung gian giữa hàng trên hàng dưới, cho nên khoảng cách phía dưới nó rất rộng. Thì mình sẽ thay đổi cái thuộc tính khoảng cách dòng dưới được không? Cái bỏ phần móc khóa lên, mình sẽ thay đổi thuộc tính từng khoảng cách dòng một. Cái này có thể trở về không được không? Cái này dịch chuyển lên trên một tí nữa. À, xem. À, cái này ngắt dòng rồi, cái này ngắt dòng rồi. Chẳng hạn mình sẽ đặt vị trí này. Khoảng cách đối với hình ảnh so với nội dung text của mình theo khung hình vuông hình chữ nhật. Và trường hợp tiếp theo bạn ghi vào cho mình đó là chèn theo khung hình tự do. Chèn theo khung hình tự do. Ví dụ chẳng hạn nó không phải là hình vuông nữa mà là hình tròn. À, giữ shift vẽ đối tượng đường tròn đây. À, shift x. Ctrl D chọn vào hình ảnh đây. À, Ctrl Z C cho vừa khung đúng không? Ok, vị trí là chưa tốt lắm, kéo dịch chuyển phần hình ảnh sang bên tay trái để cho nó hiển thị đầy đủ tất cả thông tin mình muốn là truyền tải. À, chọn một đối tượng hình ảnh, bước tiếp theo chọn vào khung hình vuông vào đây này, nó vẫn chạy theo hình vuông của tôi, đi theo phần khung này thì bạn thấy để như này nó không đẹp, nhưng vị trí này nó trông hoàn. Thì chọn lại hình ảnh, chọn theo khung hình tự do, bạn thấy nó chạy luôn theo cái phần khung hình tròn, nhưng mà lưu ý nó cũng phải có khoảng cách. Ok, thằng này nhưng mà lưu ý này, trong hợp mình sẽ để đây một tí. Để với trường hợp này bạn thấy này, có một số cái đối tượng chữ nó nằm cạnh phía bên tay phải, thế nào nó bị lỗi. Trong trường hợp đặt chữ thì lưu ý không nên để như này. Này, đây tớ với chữ này, nó rất khó chịu, thì dùng cái trường hợp nào? Bởi vì trong hợp là khách hàng nó chốt vị trí này rồi, thứ nhất là không thể phóng to lên được nữa. Cái Ctrl Shift phóng to thì nó bị ra cái ngoài vùng an toàn. Nó được nhưng nó bị ra ngoài vùng an toàn. Thì dùng trường hợp này. Thì trong trường hợp mình sẽ căn chỉnh lại nội dung text bằng cách là chọn phần Warp Tool. Chẳng hạn mình muốn là hiển thị phía bên tay phải thôi. Nhưng cái này nó không đúng. Ok, hiển thị phía bên tay trái thôi, còn phần left side bên này nó không còn. Cho dù bạn dịch chuyển ra giữa thì bên này nó vẫn không có nội dung chữ. Dịch chuyển nào nó vẫn còn. Bởi vì mình chỉ cho nội dung chữ của mình chạy phía bên tay trái, left side đây. Lưu vào này. Phương án là chạy theo khung hình. Và một số trường hợp tiếp theo là giống như trong trường sách giáo khoa nó hay sử dụng khá là nhiều và phổ biến, nó là chạy chữ nội dung phía trên và phía dưới. Đây, sách giáo khoa hay là sử dụng cái phương án này nhất. Để một cái hình ảnh ở giữa thường là hình chữ nhật thôi. Ctrl D. Chọn đối tượng này. Đây. Chọn đối tượng đấy và căn chỉnh chữ của mình chỉ chạy phía trên và phía dưới. Đây sử dụng khá là phổ biến trong trường sử dụng sách giáo khoa. Nhưng mà trong quá trình đưa hình ảnh vào, bạn cũng cần lưu ý là text của mình đang bị thiếu trong khung. Bởi vì trước đây mình đã căn chỉnh vừa rồi, nhưng mà chèn vào này phải kéo ra. Nào, ok, vẫn đang bị thiếu. Kéo ra. Đấy, làm nào cho đủ toàn bộ tất cả hệ thống nội dung của mình. Và đối tượng là chèn cuối cùng, cái này mình không sử dụng bởi vì nó thiếu nội dung khá là nhiều. Nó chỉ cho mình chèn nội dung text phía trên thôi, còn phía dưới nó tự động lược bớt đi. Kéo xuống dưới nó lược bớt đi hết. Thì trong quá trình chèn hình ảnh vào text thì lưu ý thuộc tính cuối cùng và thuộc tính đầu tiên mình không sử dụng. Chỉ sử dụng 3 đối tượng. Thứ nhất là chèn theo khung hình chữ nhật thì nó sẽ có khoảng cách. Dạng thứ hai chèn theo hình tự do. Và dạng thứ ba là chặn trên chặn dưới. Này. Đây là ba thuộc tính trong quá trình mình muốn là chèn bất kỳ một hình. Nhưng mà trong quá trình tiếp theo mình bạn có thể thấy một số cái tạp chí thì nó hay sử dụng để làm nhấn mạnh cái nội dung của mình lên bằng phương án là cho chữ đầu tiên to. Bạn đi vào cách cho chữ đầu dòng to. Cách làm chữ đầu dòng to lên. To thì bạn cũng cần lưu ý là cho nó to bao nhiêu hàng. Cách làm chữ to đầu dòng. Ok, trở lại với phiên bản thiết kế của mình. Bước đầu tiên, bạn ghi vào. Bước đầu tiên, sử dụng công cụ phím tắt T quét qua đối tượng mình muốn làm to. Chẳng hạn như mình muốn là một số cái vị trí nào đây thôi. Có thể là một hoặc nhiều. Bước đầu tiên, bôi đen nội dung mình muốn là xử lý. Bước đầu tiên, bôi đen nội dung chữ muốn xử lý.
Bước thứ hai trên cái thanh thuộc tính menu của mình sẽ chia thành hai giá trị. Một là thay đổi định dạng phông chữ. Hai là bạn tích vào biểu tượng chữ Q đây. Chào biểu tượng chữ Q. Thì nó sẽ hiển thị cho bạn một số thuộc tính cài đặt ngoài. Chào tích vào biểu tượng chữ Q. Paragraph formatting. Thụt vào một dòng vân vân. Thì trong điều bạn cần quan tâm cho mình cái đối tượng như sau: chữ A có dấu cộng và chữ A trên dưới đây, hai biểu tượng. Chữ A có mũi tên lên trên và xuống dưới, và chữ A có dấu cộng. Thì trong quá trình mình muốn làm to chữ nào thì bạn sẽ ok chọn bao nhiêu chữ làm to. Nếu chẳng mình sẽ chọn một. Cái thuộc tính làm to thì nó ở bao nhiêu dòng, mình chọn ở đây và đây nó ở hai dòng. Cái này 3 dòng thì sao? Hay là 4 dòng nào? Bạn thấy là tăng số lượng lên. Tất nhiên thì mình sẽ chọn cái đối tượng sao cho phù hợp. Thì trên thị trường hiện nay nó chỉ thứ nhất là 2 hoặc là 3 hoặc là 4 thôi. Chưa? Trong đó mình sẽ để cho nó là 2, bởi vì nội dung của mình nó khá là bé trong trường này, để làm cái nội dung của mình nó nổi bật hơn rất nhiều. Chưa? 2. Hoặc là mình muốn là cả chữ ngày thì sao? Ok, tăng số lượng chữ lên. Ok, 2, 3, 4 và thấy cả chữ ngày nó to lên. Nhưng mà ít khi nó dùng cái trường hợp này lắm, nó chỉ sử dụng cái đối tượng đầu tiên thôi, một chữ cái, mỗi chữ cái đầu tiên. Đây, trong trường hợp. Đây là cái phương án xử lý trong quá trình sử dụng. Phần tiếp theo bạn thấy này, cái hình ảnh của mình nó cái phần bo khung phía ngoài nó rất lạ, nó không phải theo dạng tròn nữa, mà nó theo dạng cắt vát phía trong, thì mình sẽ xử lý như nào? Ok, bạn cứ ghi vào cho mình là một số thuộc tính bo góc của hình ảnh. Một số thuộc tính bo góc của hình ảnh. Bước đầu tiên chọn hình ảnh. Bước thứ hai chọn ở phần Object, chọn đến phần Corner Option. Object chọn Corner Option, thuộc tính bo góc. Chào, cất tích vào đây. Thì đây bạn thấy, ngoài cái trường hợp là bo góc dạng tròn thì sẽ có rất nhiều cái thuộc tính khác. Đây không, mắt, vuông. Cái này thì như nào? Làm bằng khen sử dụng khá phổ biến đúng không? Cái này bo góc phía trong thì trường hợp đấy mình đã xử lý rồi. Bạn muốn bo góc nhiều hay ít thì có thể tăng số lượng lên. Bạn thấy là cái đối tượng hình ảnh của mình tạo ra tính chất bo góc đây, nó bo góc dạng tròn sử dụng khá là phổ biến, và thứ hai bo góc dạng tròn theo dạng phía trong. Yeah, tùy thuộc vào cách sử dụng, hay là bạn muốn sử dụng đối tượng bo góc nào sao cho hợp lý gần cuối cùng của mình thôi. Ok. Nhưng mà bo góc bạn cũng cần lưu ý là mình có thể để cho nó chốc được không, tăng số lượng lên để cho màu đỏ chẳng hạn. Và tăng số lượng lên, ok, tăng đây, tạo ra tính chất là đối tượng của bo góc, tạo ra sản phẩm. Ok, một cái đối tượng tiếp theo bạn cần quan tâm cho mình là một cái vị trí như sau. Ok, kéo xuống dưới. Cái này thì thứ nhất là mình có thể dùng hai phương án để xử lý vào Illustrator mình vẽ. Cách thứ hai là xử lý trực tiếp trên cái phần mềm Inkjet thì nó không chuyên về thiết kế, mình không có đối tượng là xoay đều này. Nó rất khó để chọn trọng tâm, nó không chọn được đối tượng giữa. Thì mình có thể xem cái đối tượng tiếp theo cho bạn dễ hình dung hơn cái vị trí này. Nguyên tắc của đối tượng hình ảnh chui vào khung thì nó chỉ được chui vào một đối tượng mà thôi. Nhà chỉ chui vào đối tượng. Thì làm cái phương án nào để biến nhiều đối tượng trở thành một nhỉ? Để cho hình ảnh chui vào. Ok, Ctrl 8 đúng không? Cái này cũng tương tự, mình thử Ctrl 8 xem. Đầu tiên là vẽ ra những định dạng hình tròn. Shift X lại, vẽ đối tượng tiếp theo. Thì bạn thấy này, trong quá trình vẽ này, nó sẽ có những đối tượng là đường giao nhau. Mình sẽ đổ màu cho bạn dễ hình dung hơn. Cái này có thể đổ cho nó màu xanh. Cái này đổ cho nó một cái màu đỏ. Thì bạn thấy là nó sẽ có những cái đối tượng của mình giao nhau trong cái trường hợp này. Được chưa? Ở đây này, là thứ nhất. Thì trong quá trình mình sử Ctrl 8 xem có được không? Bước đầu tiên quét qua 3 đối tượng. Bước thứ hai chọn Object nhỉ? Chọn ở Path. Được không? Chọn phần Ctrl 8. Thì thử xem nó có được không? Và đây này, những cái đối tượng đường giao nhau nó tự động biến mất. Được thì nó vẫn được, cái Ctrl D thử xem. Đấy, thì cái đường này nó bị biến mất.
Thì bạn thấy trong trường hợp là những cái đối tượng khi mà xử lý các đối tượng giao nhau thì lưu ý là không nên sử dụng Ctrl 8 mà sử dụng công cụ Shift F7, chọn phần Pathfinder. Chọn vào này. Thì tất cả đối tượng giao nhau trở thành một đối tượng thôi. Ctrl D. Và Ctrl Shift C thì bạn thấy là tạo ra được. Thì lưu ý giống như cũng Elut cũng thế. Những đối tượng nào mà giao nhau Ctrl 8 thì những đối tượng giao nhau đấy tự động nó biến mất. Thì mình dùng phương án là Shift 7 hoặc là Shift M. Còn nhưng mà trong trường hợp phần Inisa nó không có Shift M nha, lưu ý không này. Shift M trong Elut có. Cho đây thì nó sẽ giới hạn về công cụ thứ hai. Và thứ hai bạn thấy này. Phần mềm Inisa nó sẽ không có phần effect. Không có effect. Thì mình thử mở một cái đối tượng như sau. Trong quá trình Elut thì mình sử dụng hiệu ứng khá là nhiều, bởi vì có thể là lấy những cái nguồn có sẵn ở trên mạng xuống thì nó sử dụng rất là nhiều hiệu ứng. Nhưng mà phần mềm Inisa nó không có hiệu ứng thì khi mà copy sang nó có bị lỗi hay không? Mà nếu bị lỗi thì mình sẽ xử lý như này. Ok, mình sẽ mở phần Elut lên. Mở hai cái phần mềm đồng thời thì nó cũng hơi nặng, hãy tắt bớt những cái này đi. Cái này cũng tắt đi. Ok, dừng một tí. Open Ctrl No lên. Có một cái file thiết kế như sau. Chọn vào làm việc. Chọn đến phần tư liệu. Chọn đến phần đồ án này nào. Trong phần bài tập đồ án mình có một cái đối tượng như sau. Ok. Đây. Ở trên này có một cái đối tượng là một cái đồng hồ. Nó sử dụng khá là nhiều hướng, và thứ hai là gradient. Chuyển sắc khá là nhiều. Drop, down, vân vân. Đó là những phần hiệu ứng. Thì nhưng mà thế này, Photoshop hay là Illustrator thì nó sẽ có cái phần menu effect. Menu effect đây. Nhưng phần mềm Inisa nó lại không. Thì trong quá trình mình copy sang thì nó sẽ xử lý như nào? Ok. Một cái sản phẩm như sau trong cái bộ quà tặng. Đây. Thực chất cái này nó không phải là ảnh nhá, nó là vector, mình có thể chỉnh sửa toàn bộ tất cả hệ thống đối tượng ở trong này. Nhưng mà thế này, ok, xem xét qua một tí. Đây bóng, drop shadow. Ở đây drop shadow. Nó nằm trong phần effect, style và cho phần drop shadow bóng trong này. Nhưng mà lưu ý ở trên phần mềm Inisa nó không có. Không có bất kỳ một cái hiệu ứng nào cả. Nên là thì mình thử copy sang xem thử nó có bị lỗi gì không. Ok, Ctrl C copy. Còn những cái trường hợp nó đối tượng nào mà không có hiệu ứng thì sao, nó vẫn là giữ nguyên lại đối tượng vector các bạn nha. Có gì chỉnh sửa được. Sử dụng công cụ phím A chỉnh sửa toàn bộ tất cả hệ thống đấy. Nhưng mà hiệu ứng thì sao? Ok, Ctrl C copy sang Inisa, Ctrl V trực tiếp. Ctrl V hơi nặng tí vì nó đang mang cho mình cái hiệu ứng mà. Ok, nó vẫn sang, nhưng mà sang vào thế này. Nó bị đang bị lỗi, giữ Ctrl Shift thu nhỏ lại. Nó thay đổi màu. Nhưng mà trong quá trình mình làm một cái bộ nhận diện thì hôm sau mình sẽ học đến cái phần này. Cái đồng hồ trong quá trình mình phải đưa sang design, mình dàn trang để phân tích trong quá trình mình đưa sự kiện cho khách hàng xem đây là cái sản phẩm. Nhưng mà lại copy sang bị lỗi. Copy sang, lỗi hết màu. Cái này không phải là màu trắng, mà thực chất nó là màu đen. Mà nó có hiệu ứng trong trường hợp này. Sai hết màu. Để trong quá trình mình vô ý mà không nhìn để ý thì nó bị sai trong quá trình mình phân tích một cái bản. Chẳng hạn những cái này, sản phẩm ra với các sản phẩm thiết kế nó hoàn toàn khác nhau thì trong điều nó không đúng. Dùng cái phương án nào? Đối với đối tượng có hiệu ứng thì lưu ý trong phần mềm bị lút phải biến trực tiếp đối tượng này trở thành một tấm ảnh trước. Nhớ bạn còn nhớ cái phương án là biến trực tiếp đối tượng vector thành ảnh nhỉ? Bước đầu tiên chọn vào đối tượng. Bước thứ hai chọn object, chọn ở phần Flatten Transparency. Bước thứ ba thì trong trường lưu ý là Flatten, bởi vì những cái đối tượng thừa bên ngoài ấy, nếu mà mình đây chọn một trường hợp này hai chất lượng cả cao, nhưng mà do máy mình bật hai phần mềm nó hơi yếu, mình sẽ chọn cái chế độ thường thôi.
Nhưng trường hợp bạn muốn copy ra mới sẽ chọn được phần chế độ cao nhất nha. Tiếp theo chọn là phần Alpha Transparency. Đúng nha. Okay, okay. Nào. Yeah. Thì đối tượng của mình sẽ mất toàn bộ tất cả hiệu ứng thử xem nó có đúng không. Ok, Ctrl C copy. Bởi vì thực hiện đối tượng mất hiệu ứng trên phần ý ra thì nó cũng có nhiều phương án để mình xử lý. Nếu mà cách này không được mình sẽ xử lý đây một cái cách thứ hai nữa. Ok, copy ra. Yeah, bàn tay nó khá là nặng. Đối với trường hợp độ phân giải cũng tầm trung rồi. Đó. Ok, xem lại. Nó vẫn lỗi. Yeah, ok, xử lý thêm cách thứ hai. Nhưng mà đây này, cái phần này nó đang bị sai vì nó đang dùng cái opacity gradient. Đó. Ok, xóa đi. À sang ơi, để lút sửa lại. Vẫn chọn vào đối tượng đấy. Chọn object. Cách thứ hai, biến trực tiếp đối tượng ảnh retry luôn. Có hai phương án, một là làm đối tượng mất hiệu ứng. Cách thứ hai là biến trực tiếp đối tượng này thành ảnh. Và đương nhiên thành ảnh thì mình sẽ không chỉnh sửa được. Thì trong quá trình biến thành ảnh mọi người cũng cần lưu ý là background của mình thì muốn màu trắng hay là transparency tách nền. Nhanh chậm vào đây. Độ phân giải 300 cao nhất. Cái này mình sẽ để cho nó bé thôi. Máy nó yếu. Giờ thì tự động cái đối tượng của mình sẽ biến thành dạng ảnh. Và dạng ảnh thì trong quá trình copy sang thì nó chắc chắn không bị lỗi rồi. Là bởi vì nó không có cái hiệu ứng gì cả. Đối tượng dạng ảnh. Ctrl C copy. Và sang đây căn chuyển về. Nhờ, thanh ảnh thì nó sẽ nhẹ hơn. Căn chuyển xí. Thu nhỏ. Nhờ, thì nó sẽ giống với phiên bản gốc của mình. Nhưng mà lưu ý bạn đây này, ok, kéo ra ngoài bạn dễ hình dung hơn. Nó vẫn để lại cho mình được vết màu trắng. Nhờ, cho nên là trong quá trình copy một số cái phiên bản chẳng hạn như từ Photoshop mà copy sang Illustrator thì nó vẫn giữ nguyên là cái nền trắng cho mình. Trong quá trình mình sử dụng phần mềm Photoshop để tách nền đúng không? Nhưng mà copy trực tiếp cái layer đấy sang bên phần mềm Illustrator thì nó vẫn giữ nguyên lại cái nền trắng. Copy sang phần mềm InDesign cũng thế. Nhưng ngược lại, copy từ Illustrator hay là InDesign sang phần mềm Photoshop thì nó giữ nguyên cái định dạng tách nền cho mình. Cho nên là trong quá trình mình muốn là copy cái đối tượng mà đã tách nền sang cái phần mềm InDesign thì lưu ý phải lưu cái file này lại. Lưu lại. Lưu thứ nhất là nó sẽ có hai dạng, đuôi AI và dạng thứ hai đuôi PNG, nhà tách nền. Thì trong quá trình muốn lưu cái này một đối tượng này thôi mà trong trường hợp này có rất nhiều đối tượng khác nhau, rất nhiều nhiều thì mình sẽ dùng cái phương án nào nhỉ? Chỉ lưu cái này lại thôi, lưu ảnh này thôi. Yeah. Ok, trường hợp bạn muốn lưu một đối tượng mà nằm ngoài nhá, thì dùng phương án là tạo ra cái abstract mới, Sibo. Kéo qua cái vị trí hình ảnh này thôi. Yeah. Thì lưu một cái này rồi, upload 2 thì lưu một cái upload 2 ở dạng ảnh PNG. Yeah. Đây là cái phương án mình, cái này là copy một cái đối tượng sang. Lưu ý ở dạng hình vuông thì nó sẽ không cần xử lý, nhưng đối dạng là hình tròn hay là một số hình khác thì mình phải lưu lại. Được chưa? Thì lưu ý mình sẽ có tạo bộ toàn bộ tất cả những cái thông số cái này lại. Ok. Chuyển điện ra. Và phần tiếp theo là trong phần này bạn cũng cần lưu ý cho mình ngó những cái thông số liên quan phần là đánh dấu trang này. Nhưng mà bạn thấy này, ở đây nó xuất ra trang lẻ, trang đơn. Thì trong quá trình xuất một cái file bất kỳ mình có hai dạng cho bạn, như trong những cái buổi đầu mình đã xử lý xong bạn rồi. Ok, cái này xóa đi. Chọn vào file, chọn vào phần export Canon Air. Thì đây trong quá trình xuất thì có rất nhiều cái định dạng bạn có thể xem xét. Thứ nhất là PDF. Nhà PDF thì nó sẽ xuất ra một file có thể đọc tất cả bản thiết kế của mình từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Nhưng cái này nó có hai dạng cho bạn. Interactive là xuất ra hiển thị màn hình. Thì hình ảnh của mình sẽ ở chế độ là độ phân giải vừa. Là độ phân giải thấp. Còn ngược lại, print dạng in ấn thì nó sẽ xuất ra cho mình cái độ phân giải cao nhất của đối tượng hình ảnh sau khi mà print vào. Cái đối tượng tiếp theo mình sẽ xử lý đó là JPEG và PNG. Hai cái dạng thì nó xuất ra từng cái một thì mình cũng không khuyên các bạn sử dụng cái này lắm. Trong quá trình nếu bạn muốn xuất lên web bạn xem thôi. Nhưng mà còn trường hợp nó xuất ra khách hàng xem thì dùng hai trường hợp đó là Interactive và Green in ấn đây. Ví dụ chọn là phần Green, tạo desktop.
nó xếp nó lại. Được chưa? Thì trong phần xếp thì bạn lưu ý trong quá trình mình đang dàn về trang đôi, bạn có thể kéo ra vào đây này, đang dàn trang đôi. Nhưng mà muốn xuất ra trang đơn để trong quá trình mình trình chiếu slide, đúng không? Thì chọn ở trường hợp là split. Hôm trước là nói qua rồi đúng không? Dạ, yeah. Và split trang đôi và trang đơn trong quá trình mình xuất ra. À, chọn độ phân giải cao nhất, high quality, green, tick vào phần view PDF sau khi xuất. Ok, import ra. Dạ, yeah, thời gian mình sẽ chờ ở trên trang này. Nó sẽ xuất ra tự động và sau khi xuất xong thì nó sẽ tự động mở cho bạn xem thực. Trong quá trình mình sẽ tạo ra phiên bản thiết kế như này. Bây giờ, ok, trang đồ. Đấy, trong quá trình ổn định. Ở đây, toàn bộ tất cả những thông số. Bây giờ, và ngược lại, xuất ra trang đơn, lại Ctrl E lại. À, vẫn như thế, chọn phần desktop, mình sẽ đổi tên bởi vì nó đang bị trùng lặp. À, cũng chọn ở phần green in ấn, chọn ở phần page, trang đơn. Xuất ra từng trang một để trong quá trình mình có thể là thuyết trình trên phần slide được. Dạ, thì trong quá trình đấy thì nó hiện thì từng trang một trong quá trình về phân tích và thiết kế F11 để xem thử. Đây. Ok, Ctrl lăn chuột xuống dưới và thấy là nó xuất trang đơn. Đây một trang này, đây một trang này, đây cũng tương tự một trang này. Thì trong quá trình đối với phần PDF thì nó có cái tính năng hay là có thể là preview giống như PowerPoint được, F11 nha. Đấy, thì mình có thể tạo những trong quá trình mình có thể là tạo một phiên bản thiết kế giống slide, kích thước của nó là 1920x1080. Mình sẽ chỉnh chiếu từng cái, đã lăn chuột xuống dưới thì đương nhiên thì nó không chuyên nghiệp được cái PowerPoint vì nó có chuyển động. Dạ, yeah, lăn chuột. Thì những cái buổi sau thực ra cái phần này ra nếu mà học chuyên nghiệp thì nó vẫn có chuyển động cho bạn. Thì buổi sau đến giờ cái phần này. Ok, lăn chuột, đấy là toàn bộ tất cả hệ thống. Dạ, mình sẽ tạo thông số hiển thị màn hình, đó là 1920x1080 hiển thị trên màn hình Full HD chẳng hạn. Dạ, để bạn lưu ý trong hai trường hợp này. À, và mình sẽ xem xét lại cái phần này một tí. Nếu như thế thì trong quá trình mình có file cuối cùng rồi thì xem thử cái này nó xuất phát từ trang đơn hay là trang đôi. Nhờ, nếu mà nhìn tổng quan qua thì mình không biết được, nhưng bạn có thể phân tích qua cái trường hợp đó là những cái đối tượng header và footer. Nếu mà giống nhau thì mình có thể sử dụng là trang đơn. Còn ngược lại một số trang nó khác nhau thì bạn lưu ý mình sử dụng trang đôi nhá. À, thử xem này. Ok, trang 5 số trang phía bên tay phải. À, trang 6 thì xem. À, trang 6 là nằm bên tay trái, đến số trang tự động. Thì bạn lưu ý trong trường hợp này nó chắc chắn là nó phải là tạo ra trang đôi. Bởi vì trang đơn bạn lưu ý này, chẳng hạn như Ctrl N thì xem. Tạo ra trang đơn đi, xem thử nó có gì khác biệt so với trang đôi hay không. Bỏ phần pacing page cũng 4 trang, bắt đầu từ trang 1, chia 3 cột vân vân. Nhưng mà trong trường bạn thấy là mở lại F12 phần page thì trong phần master thì cho bạn thấy là nó chỉ hiển thị cho mình một trang mà thôi. Nha. Cho dù bạn đánh số trang bao nhiêu thì nó vẫn hiển thị, chẳng hạn như bên trái thì nó sẽ là đồng loạt bên trái cả. Còn bên phải thì nó sẽ đồng loạt bên phải cả. Thì trong trường bạn thấy là cái phân tích bài này nó là tạo ra từ trang đôi. Đúng với phần nào. Ok, để bạn thấy là trong trường hợp đưa toàn bộ tất cả hệ thống nội dung text vào. Và cái bước cuối cùng rất quan trọng là tạo ra mục lục. Dạ, bằng cách là sử dụng trong phần là paragraph style sử dụng đối tượng này. Dạ. Ok. Dạ, bạn ghi vào cho mình cái thuộc tính cuối cùng là cách làm từ gốc. Dạ, làm từ gốc. Ở trên thị trường hiện nay thì có thể search trực tiếp trên Google, bạn thấy là từ gốc khá là phổ biến. Thì mình đưa vào giáo trình này, trong quá trình xử lý về thiết kế đối tượng này. Ok, bạn hãy search cho mình là từ gốc chẳng hạn. Từ gốc thì cũng có rất nhiều cái định dạng cho bạn thấy. Từ gốc đây, từ gốc 3, từ gốc 4, vân vân. Bạn thấy là search trực tiếp trên mạng cũng có khá là nhiều thông tin về đối tượng hình này. Ok, mạng. Không mất được. Chào. Rồi, ok, bạn thấy này. Đây là một số cái đối tượng là từ gốc. Từ gốc thì bạn thấy có rất nhiều dạng, nhưng mà cơ bản nhất thì nó sẽ có từ gốc là từ gốc 2, từ gốc 3 và từ gốc 4. Thì bạn thấy trong quá trình thiết kế về từ gốc, ví dụ trong một cái đối tượng này đi.
Tất cả các trang nó đều có sự liên kết với nhau. Tất cả các trang cứ liên kết với nhau. Chẳng hạn như trang 1 này, trang 2, trang 3, cái đường màu vàng đi vào thấy này. Nó có sự liên kết nó tiếp nối với nhau từ ba trang với nhau. Nhưng mà trong quá trình in đi ra bản đồ nó chỉ có hai trang liền kề thôi. Chẳng hạn bạn vẽ một cái đường ở đây thì trên nó có bị lệch không thì mình cũng không thể biết được trong quá trình sử dụng nội dung này. Thì trong quá trình thiết kế phần mềm ra thì nó sẽ có thêm một tính năng, đó là để thiết kế trang 3 hay là để nhiều trang nằm cạnh nhau. Ok, Ctrl N. Chẳng hạn khi mà bạn thiết kế trang 3 thì bạn lưu ý nó sẽ có 6 mặt, 3 mặt ngoài và 3 mặt trong. Thì khi mà Ctrl N trong phần mềm in ra rồi mình sẽ chọn cho nó là 6 mặt page. Và thứ hai nó sẽ là ba hai trang là trang đôi nằm cạnh nhau, còn chọn phần pacing page là trang đôi. Và cái đối tượng ok, khổ giấy của mình là A4 chẳng hạn, hoặc là chỉ chân nhỏ thôi. Thì trong quá trình muốn làm tờ gấp thì bạn cũng cần lưu ý là mình sẽ chọn những cái thông số có sẵn trên thị trường. Chẳng hạn như A4 chia 3. Đúng không? A4 chia 3. A4 chia 3 của nó là bao nhiêu nhỉ? Một chiều là 21, một chiều là 29.7 chia 3 là bao nhiêu nhỉ? 10, 9 chấm khoảng là 9.5 đi. 95. 95 mm. Dự thì nó sẽ có một số thừa ở sau, thì trong quá trình mình có thể cắt xén đối tượng vị trí đấy được. Thì trong quá trình sử dụng những cái khổ giấy có sẵn thì nó bị đỡ chi phí cắt xén nhiều hơn. Trong trường hợp này mình chỉ cắt xén một chiều thôi, một chiều 21 bằng với kích thước chiều ngang của giấy A4 đây, 6 mặt. Có 6 mặt như sau. Nhưng mà thế này, khi mà để như này rất là khó thiết kế, bởi vì muốn liên kết được với nhau như này thì 6 mặt hay là 3 mặt này nó phải nằm cạnh nhau. Thì dùng cái phương án này, bạn đi vào thiết kế từ gấp 3. Cách thiết kế từ gấp 3. Bước đầu tiên để dịch chuyển, chẳng hạn bạn muốn dịch chuyển trang 1 vào giữa trang 2 vào đây này, kéo ok không được. Kéo này không được. Nó không được. Dùng phương án nào? Bước đầu tiên chọn tất cả các trang nằm trong phần page. Giữ shift, chọn trang 1, giữ shift chọn trang cuối cùng. Bước đầu tiên chọn bold tất cả các trang nằm trong đối tượng page F12. Bước thứ hai chuột phải trực tiếp bỏ phần allow thứ hai đi, để trong quá trình mình có thể dịch chuyển được những cái vị trang nằm cạnh nhau. Bỏ phần allow thứ hai đi. Bỏ phần allow thứ hai. Thì bạn thấy này, trong trường hợp số 1 nó thêm cái dấu ngoặc vuông, số 2, số 3 ngoặc vuông, số 4, số 5 thêm phần ngoặc vuông nữa. Thì cái này nó có tính năng gì? Ok, di chuyển trang 1 vào giữa và trang 2, trang 3 ở đây. Ok, nó nằm cạnh nhau. Di chuyển trang 6 vào giữa trang 4 và trang 5 bằng tay là ba thiết kế nó cạnh nhau rồi. Thì trong quá trình cái thiết kế nó đơn giản hơn để kết ba trang với nhau trong trường này. Nhưng nó lùi này, khi mà kéo như thế nó vẫn lên theo thứ tự nhá. 1 2 3 4 5 6. Lùi vào này. Chẳng hạn thiết kế một cái mặt đơn giản thôi, dùng công cụ pen hay là M đi. Muốn liên kết chẳng hạn có một cái bố cục như sau. Kéo qua. Cái này có thể là Shift X chọn cho cái màu, chẳng hạn chọn màu xanh ví dụ thế. Cái trang này có thể liên kết được không? Ok, giữ Alt copy chẳng hạn. Thì trong quá trình liên kết có thể để cho nó đơn giản thôi, chẳng hạn bạn copy sang bạn thấy nó bị lệch, cái này có thể kéo xuống nó bị chỉ dạng. Có độ tương phản nhờ trên trắng dưới trắng, trên xanh dưới trắng và trên trắng dưới xanh lưu trong trường này. Cái này chẳng hạn như phím tắt L giữ Shift tạo một cái đường tròn vị trí này, đưa cái thông tin hình ảnh vào đây. Shift X để cho nó màu xanh đậm, đậm hơn. Ctrl C, Ctrl Shift Alt V, Shift giữ Alt thu nhỏ lại thì cái trường hợp này có thể để cho một cái hình ảnh truy vào. Ctrl D trực tiếp chọn vào ở làm việc, chọn đến phần thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh chọn đến chủ đề chẳng hạn như food đồ ăn này. Kéo xuống dưới chọn một hình ảnh nào đấy liên quan đến chủ đề về rau này. Xanh tí. Ok, kéo xuống. Ví dụ trong trường hợp cái hình ảnh như sau hay là hình ảnh lên. Cái căn chân ship ăn C cho vừa khung, để vị trí nào cho tốt lắm, kéo sang bên tay phải thì nữa. Chỉ này.
Ở đây nó sẽ có tạo sự liên kết với nhau trong quá trình sử dụng toàn bộ tất cả hệ thống với đối tượng này. Hoặc là em mờ vẽ qua một cái khối. Ở dưới này có thể là địa chỉ email số điện thoại được không? Y ngắn trở vào đây. Trở về phần B. Thì ở đây nó sẽ tạo sự liên kết với nhau trong quá trình sử dụng đối tượng này. Đây là cái phương án tạo ra trang 3. Ba trang nằm cạnh nhau hay là bảo cách tạo ra cho mình trang 4 vân vân, tạo layer tạo trong phần page F12 đây. Tạo ra một trang mới. Khi mà tạo ra trang mới đây mà thấy nó nằm độc lập kéo vào được không? Giờ trang 4, cái này tương tự cái trên trang 4 thì cái dưới nó cũng phải trang 4 nhá. Và kéo. Giờ trang 4, trang 5 vân vân thì bạn sẽ xử lý cho mình toàn bộ tất cả hệ thống với đối tượng trang này. Giờ đấy thì lưu ý thứ nhất là có hai phần bài tập cho bạn có thể về nhà thực hiện cho mình. Một là xử lý lại cái phần nó liên quan đến phần là chuyện dân gian này. Thì trong quá trình mình làm chuyện này thì bạn thấy là nó sẽ có rất nhiều đầu mục khác nhau về tất cả những cái chuyện. Khi mà xử lý như thế thì bạn lưu ý là nó sẽ có những cái đối tượng là thông tin chung cùng cấp độ với nhau thì nó phải cùng kích thước, cùng màu sắc, cùng phông chữ vân vân, nó phải cùng cái sắc độ. Và phần thứ hai liên quan phần là đánh số, tạo mục lục hoặc đánh số trang tự động rồi. Nhưng mục lục thì nó sẽ nằm trong phần đó là paragraph style. Lưu ý paragraph style, còn chapter style là tạo ra những đối tượng nội dung chung. Nhờ paragraph style là tạo mục lục, lưu phần này. Và cái phần bài tập thứ hai để chuẩn bị cái tư liệu cái buổi sau mình học đến cái phần là menu điện tử thì mình sẽ làm cái phần menu. Buổi trước mình đã gửi cho bạn cái phần là tham khảo rồi thì cố gắng mình sẽ xây dựng. Thì trong quá trình xây dựng menu tiếng trước mình nói qua thì cũng xây dựng cho nó khoa học một tí đúng không? Về món gia vị, món chính, món tráng miệng và nước thì lưu ý. Hay là xử lý về cà phê thì nó chia theo từng cái bộ một về cà phê, về kem vân vân, sinh tố chẳng hạn. Lưu phần này. Combo lẩu thì nó cũng đi theo từng combo từ thấp đến cao, đi theo giá tiền. Bạn sẽ xây dựng cho mình một cái đối tượng này. Thì có rất nhiều trang mình đang tham khảo và vẽ lại thôi. Để giữ lại tất cả những định dạng là vector thì hôm sau mình sẽ xử lý đến phần là menu điện tử phần này. Thì đấy hai phần bài tập này mình về nhà mình cố gắng mình sẽ hoàn thiện trước. Buổi sau mình sẽ có tư liệu mình làm thôi. Hôm nay thì chắc mình sẽ kết thúc sớm một tí nha.